Mục tiêu phải cụ thể, phải rõ ràng, phải có con số cụ thể. Mục tiêu phải có thời gian xác định. Và mục tiêu không được quá dễ, không được quá khó. Và phải vượt ngưỡng các bạn ạ. Chúng ta cần phải lập ra mục tiêu. Ở đây các bạn đã có mục tiêu cho cuộc đời mình chưa? Bạn đã có mục tiêu ngắn hạn chưa? Một năm tới, ba năm tới chưa? Có mục tiêu trung hạn chưa? Dài hạn chưa? Các bạn phải xây được mục tiêu. Các bạn nhớ nhỉ? Và khi có mục tiêu rồi, bạn xây dựng mục tiêu rồi thì bạn phải có chiến lược hành động. Bạn phải xây dựng các kế hoạch hành động, chiến lược hành động, kế hoạch chi tiết từng ngày một. Bạn chia nhỏ 365 ngày trong một năm thành các quý, thành các tháng, thành các tuần và theo ngày. Bạn phải nhớ rằng mục tiêu phải chia nhỏ nó ra. Bạn phải có chiến lược để thực hiện theo từng ngày, từng tuần, từng quý, đúng không ạ? Và khi bạn đã có chiến lược hành động rất chi tiết rồi, bạn có kế hoạch hành động rồi, thì bạn phải làm. Đó là hành động, bạn phải làm. Bạn phải hành động. Bạn phải hành động các bạn ạ. Các bạn phải hành động. Các bạn phải làm. Làm. Điên cuồng bám vào mục tiêu, bám sát mục tiêu, bám vào mục tiêu, làm. Và khi làm thì chắc chắn rồi, nó sẽ qua kết quả các bạn ạ. Và kết quả nó sẽ có hai ngã rẽ. Đó là thành công hoặc là thất bại đấy. Cũng có rất nhiều người mở công ty ra thất bại các bạn ạ. Có rất nhiều người ôm một lô hàng về bán và lỗ chổng vọng lên, đúng không ạ? Đúng không ạ? Bao nhiêu bạn đã từng nhập những lô hàng về và bán lỗ rất nhiều ạ? Bao nhiêu bạn đã từng mở công ty và phá sản rồi ạ? Bao nhiêu bạn đã từng làm cái điều này và thất bại, rất nhiều điều thất bại rồi ạ? Bao nhiêu bạn đã từng thất bại giống như tôi ạ? Tôi cũng thế. Tôi cũng đã từng cổ phần hóa vài công ty rồi và bị phá sản. Tôi cũng đã mở vài công ty chung với người bạn của mình và cũng phá sản. Chúng tôi phải đóng công ty lại. Bao nhiêu bạn đã từng thất bại? Bao nhiêu bạn đã từng làm rất nhiều nhưng mà không chưa thành công ạ? Ok, có những người có mấy chục triệu chưa ăn thua, đúng không ạ? Chưa ăn thua. Ok, vậy thì cái thất bại không phải thất bại. A Nam Khu nói với tôi là gì ạ? Thất bại không phải là thất bại. Đấy không phải là thất bại. Đấy không phải là thất bại các bạn ơi. Nó chính là bài học kinh nghiệm. Nó không phải là thất bại. Nó bài học kinh nghiệm. Và chúng ta phải rút ra được những cái điều để mà chúng ta thay đổi. Chúng ta phải áp dụng những chiến lược khác. Ví dụ trước đây tôi chỉ dùng chiến lược là kinh doanh offline thôi. Chúng tôi đi phát tờ rơi, chúng tôi đi bán hàng trực tiếp, vân vân. Thì bây giờ tôi thay đổi chiến lược là tôi áp dụng kinh doanh online và học thầy Lam để áp dụng chiến lược kinh doanh online thực chiến, đúng không ạ? Áp dụng kiến thức về SEO, kiến thức về Google Ads, kiến thức về landing page, kiến thức về email marketing, kiến thức về Facebook marketing, hay làm YouTube, thầy dạy làm YouTube bán hàng. Thế thì tôi thay đổi các chiến lược, hay tôi thêm những chiến lược mới trong kinh doanh, tôi thay đổi chiến lược đi để tôi tiếp tục hành động. Và cứ như vậy tôi qua quá trình làm như vậy, tôi thay đổi, tôi tối ưu lại cái chiến lược, cái kế hoạch kinh doanh của mình, cái chiến lược kinh doanh của mình, và tôi hành động bám sát vào mục tiêu và tôi vẫn hành động. Và đương nhiên là thành công nó sẽ đến, chắc chắn sẽ có thành công. Và khi có thành công rồi thì tôi sẽ không dừng lại. Bao nhiêu bạn thấy rằng nếu mà thành công rồi dừng lại thì dở rồi đấy. Chúng ta sẽ làm gì ạ? Bao nhiêu bạn thấy rằng nếu mà thành công rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Theo các bạn đấy. Hello. Theo các bạn, thành công rồi có dừng lại không? Các bạn trả lời đi. Thành công rồi thì sao? Thành công rồi bây giờ chúng ta phải làm gì? Thành công rồi thì bây giờ làm gì? Duy trì và phát triển là như thế nào? Đúng rồi ơi, đúng rồi. Có người nói rồi đấy. Thành công rồi thì chúng ta thay đổi mục tiêu, chinh phục mục tiêu. Tống Xuân Sơn nói đúng rồi. Chúng ta phải chinh phục mục tiêu lớn hơn, thay đổi mục tiêu. Chinh phục mục tiêu lớn hơn, thay đổi mục tiêu. Thay đổi mục tiêu, chinh phục những mục tiêu lớn hơn, đúng không ạ? Ok, cảm ơn các bạn. Và người ta hay nói là gì ạ? Mục tiêu ấy, nó giống như là một cái hệ thống kích hoạt não bộ ấy. Mục tiêu chính là, người ta nói là mục tiêu nó rất là quan trọng, như là những cái la bàn ấy, làm cho bộ não mình hoạt động, phát huy. Và khi mà có mục tiêu rồi ấy, nó như một cái tấm la bàn rồi đấy, thì nó định hướng cho cái cuộc đời của mình, nó định hướng cho những hành động của mình, nó định hướng cho những cái quyết định của mình. Các bạn nhớ nha. Vậy điều quan trọng nhất, các bạn nhớ ngày hôm nay các bạn về, các bạn viết ra những mục tiêu theo cái công thức, đó là SMART, cụ thể này, đo đếm được này, khả thi này, thực tế này, có thời gian này, đó.
bạn cần phải xem lại trên Google, bạn search trên Google có nhé. Ok, và một cái công thức để đạt được sự thành công ấy, đó là đi nhân do bằng have. Trong cái quyển sách mà tôi đọc được, trong những cuốn sách mà tôi đọc được từ Brad Sugar ấy, ông ấy viết là gì ạ? Be nhân do bằng have. Đây là cuốn sách mà trong Action Code người ta dạy, không phải là công thức gì mà tôi tự nghĩ ra, hay tôi cũng chả học ở đâu đó mà tôi học từ sách các bạn nhá. Nên tôi học từ sách và tôi nói lại các bạn nhá. Be nhân do bằng have có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta phải đi trước, chúng ta phải có mục tiêu, chúng ta phải là ai trước, chúng tôi phải là trước, chúng ta phải là cái điều đó trước. Tôi phải là triệu phú đô la Mỹ trước. Trước khi tôi làm là tôi phải là trước, đi trước. Mục tiêu tôi phải đặt ra trước. Tôi là triệu phú đô la trước. Hay là tôi là một trainer, tôi là một nhà đào tạo trước, đi trước. Đấy, các bạn nhé, mục tiêu trước, tôi phải sống ở Vinhome trước. Đúng không ạ? Đi, mục tiêu trước. Rồi nhân đủ, làm. Khi mà tôi đã có mục tiêu rồi thì tôi phải đủ, làm. Và cuối cùng là sẽ ra kết quả. Công thức này rất là quan trọng. Đi nhân do bằng have, là gì trước đó rồi mới làm, rồi nó sẽ ra kết quả. Bao nhiêu bạn thấy công thức này rất hay ạ? Comment đi ạ. Hello, các bạn comment đi ạ. Đi nhân do bằng have, phải là cái gì đó rồi mới làm, rồi thì nó ra kết quả đấy được, đúng không ạ? Rất tuyệt vời, các bạn phải làm cái công thức này đi. Đi nhân do bằng have. Ok, ok. Công thức này thì tôi đọc được trong cuốn sách của Brad Sugar. Brad Sugar dạy công thức này rất là hay. Tôi rất thích cái công thức của Brad Sugar. Brad Sugar, cha đẻ của Action Code. Ok. Chọn kết quả trước, chúng ta chọn kết quả trước các bạn nhớ nha. Chọn kết quả trước. À, về tư duy thì nó có rất là nhiều. À, thì tôi sẽ đi nhanh một chút nữa. À, một vài cái slide nữa để chúng ta sẽ vào phần học chính của chúng ta. À, tư duy chúng ta cũng học một phần và kỹ thuật cũng phải học một phần. Một trong những cách nữa mà tôi được học từ người thầy lớn đó là Tony Robbins. Thầy nói là chúng ta phải học cách trả giá. Và chúng ta phải trả giá cho bản thân mình trước. Các bạn comment đi không ạ? Chúng ta phải học cách trả giá và trả giá cho mình rất đắt trước. Trả giá cho mình đắt nhất. Đúng không ạ? Hãy cho mình học những chương trình hay nhất. Hãy cho mình những cái chuyến đi chơi hay nhất, tốt nhất. Hãy ở những khách sạn tốt nhất. Hãy cho mình những cái điều kiện tốt nhất và phải trả cho mình trước. Đấy là cái điều mà tôi học từ Tony Robbins. Và thầy điều mà nói là chúng ta phải nâng giá trị của chúng ta lên hàng ngày. Chúng ta phải nâng tầm lên hàng ngày. Chúng ta phải nâng tầm chúng ta lên. Chúng ta không luôn mãi ở cái trạng thái cũ được. Chúng ta phải thay đổi những cái trạng thái mới. Và chúng ta phải nâng tầm chúng ta lên. Và Tony Robbins này, chương trình mà tôi tham gia cùng vợ của tôi, và lên chương trình này lên đến hơn chục ngàn người các bạn ạ. Chương trình hơn chục 13.000 người khắp nơi trên thế giới này về Singapore. Và tôi rất yêu cái người vợ của mình và hai vợ chồng tôi đi học cái chương trình đó, rất là hay các bạn. Và đấy là chúng tôi cách học cái cách mà trả giá cho bản thân mình trước. Các bạn nhớ nha. Và thầy Tony Robbins thầy nói là gì ạ? Chúng ta phải luôn luôn đưa cái trạng thái cơ thể của chúng ta ở trạng thái năng đỉnh cao nhất. Các bạn có thể ghi vào vở. Hãy luôn đưa cái trạng thái cơ thể của chúng ta ở cái trạng năng lượng đỉnh cao nhất. Bởi vì thầy nói là bất kỳ người thành công nào trên thế giới này, người ta đều có năng lượng đỉnh cao các bạn ạ. Người ta đều có năng lượng tốt nhất. Và nó là yếu tố rất quan trọng. Vậy trong học tập, trong kinh doanh kiếm tiền, trong mối quan hệ, thậm chí là vợ chồng, tất cả điều đó chúng ta nhớ là chúng ta cần phải có năng lượng đỉnh cao giữa các cái mối quan hệ của chúng ta. Đấy, giữa việc trong cái câu chuyện, trong cái đó, trong cuộc trò chuyện giữa bạn bè với khách hàng của chúng ta, chúng ta có năng lượng cao hơn họ. Chúng ta phải chốt được bán hàng đúng không? Chúng ta bán hàng chúng ta có năng lượng cao, chúng ta phải bán được hàng chứ, chúng ta mới chốt được hàng đúng không ạ? Chốt được đơn hàng đúng không? Ok. Vậy thì năng lượng là yếu tố rất quan trọng. Vậy năng lượng nó đến từ sự vận động. Năng lượng nó đến từ thức ăn của bạn. Năng lượng nó đến từ cái cảm xúc, cái suy nghĩ của bạn. Bạn phải có cảm xúc suy nghĩ tích cực thì bạn sẽ có năng lượng tốt. Nếu bạn có suy nghĩ tiêu cực hay những suy nghĩ mà đang buồn phiền ấy, thì các bạn không thể có năng lượng đỉnh cao được. Người ta nói trong NLP, người ta nói là gì ạ? Tâm trí và cơ thể của bạn là một. Không biết ở đây có ai học NLP không? Ở đây có ai học NLP không? Trong NLP người ta nói là tâm trí và cơ thể của bạn là một. Hello? Hello? NLP người ta dạy cái đấy đấy. Tâm trí và cơ thể là một. Thế thì cái cảm xúc của bạn nó quyết định cái hành vi của bạn rất nhiều. Cái cảm xúc của bạn tích cực thì năng lượng đỉnh cao. Bạn nhớ điều đó. Hello? Hello?
Suy nghĩ tạo hành động. Suy nghĩ tạo hành động. Bạn nhớ nha, cảm xúc, suy nghĩ tạo hành động. Vậy thì bạn phải kiểm soát cái sự tập trung của mình để tạo ra cái cảm xúc tích cực nhất. Bạn nhớ nha, bạn hãy tập trung, bạn hãy cải thiện cái sự tập trung. Bạn nhớ nha, các bạn hay bị mất tập trung lắm, các bạn hay bị phân tán lắm. Hãy thay đổi cái trạng thái cơ thể, hãy uống nhiều nước hơn, hãy ăn nhiều rau xanh hơn, hãy uống nước kiềm hóa đi, hãy ăn những thức ăn giàu kiềm, hãy ăn thức ăn chứa nhiều chất, đặc biệt là rau xanh chứa nhiều nước, đúng không? Hãy vận động, hãy chịu khó vận động, hãy thay đổi cái trạng thái cơ thể, hãy thay đổi cảm xúc, hãy thay đổi những cái suy nghĩ tích cực, thì cuộc sống của chúng ta sẽ có những cái cảm xúc tốt, đặc biệt nó sẽ tạo ra cái năng lượng tốt. Và khi bạn có năng lượng đỉnh cao ấy, thì bạn hình như là làm cái gì cũng rất dễ thành công. Bao nhiêu bạn thấy điều này rất là tuyệt vời ạ? Bao nhiêu bạn thấy điều này rất là tuyệt vời ạ? Comment đi. Thầy nói rất là tuyệt vời, tôi rất thích điều đó. Tôi rất thích điều đó rồi. Thầy giúp tôi thay đổi được những cảm xúc trong con người mình. Và tôi cam kết là có cái năng lượng luôn luôn tích cực nhất, năng lượng luôn đỉnh cao nhất, đúng không ạ? Ok, tôi thích điều đó, đúng không ạ? Tôi thích điều thầy nói. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, các bạn rất là tuyệt vời, tôi thấy các bạn tương tác với tôi rất là tốt. Cảm ơn Kiên Hồ Chí Minh, cảm ơn Kiên rất nhiều. Đương nhiên chương trình này nó rất là hay, nó không chỉ đơn giản như thế này đâu. Và Tony Robbins cũng nói với chúng tôi một chương trình rất hay. Tony nói là gì ạ? Thế điều gì ngăn cản chúng ta tiến lên phía trước? Điều gì ngăn cản chúng ta hành động? Thì thầy nói là gì ạ? Trong mỗi chúng ta đều có một cái điều rất là nó sẵn có trong mỗi chúng ta, đó là nỗi sợ hãi, đúng không ạ? Từ khi chúng ta sinh ra thì chúng ta đều có những cái nỗi sợ hãi riêng, và mỗi người đều có những cái nỗi sợ hãi khác nhau. Và đương nhiên là chúng ta phải biết rằng cái nỗi sợ hãi chính là cái điều nó làm hỏng cái tâm lý của chúng ta, và nó khiến chúng ta không thể hành động. Và tất cả chúng ta đều trải qua những nỗi sợ hãi trong bất kỳ một hoàn cảnh nào đó trong cuộc đời này. Chúng ta sợ bị từ chối, chúng ta sợ bị thất bại, chúng ta sợ thành công, chúng ta sợ bị cô đơn, chúng ta sợ yêu, chúng ta sợ bị bỏ rơi, chúng ta sợ bị đá, chúng ta sợ bị những điều mình chưa hiểu biết, chúng chưa đủ giỏi, sợ những điều mình chưa đủ giỏi, đúng không ạ? Và thường thì thầy nói là chúng ta có hai cái nỗi sợ điển hình, là chúng ta sợ không được đầy đủ và chúng ta sợ không được yêu thương. Có hai cái điều mà Tony Robbins nói chúng ta hay mắc phải, đó là chúng ta sợ không được đầy đủ các bạn, chúng ta sợ không được yêu thương. Và trong cái chương trình của Tony Robbins chúng tôi học cái chỗ là chúng tôi phải vượt qua nỗi sợ hãi, đó là chúng tôi phải vượt qua những cái giải than hồng như này. Chúng tôi phải đi chân trần, chúng tôi phải bỏ chân trần ra và đi vào cái giải than hồng hơn 2 mét như thế này. Và hơn 13.000 người trên thế giới này sẽ cùng nhau đi qua rất nhiều cái giải than hồng này, và chúng tôi xếp hàng để chúng tôi cùng nhau đi qua trên giải chân trần. Và chúng tôi đều vượt qua và được chụp ảnh tấm hình, đó là Fire Walker là người đi bộ, người đi trên lửa, Fire Walker là người đi trên lửa. Và tôi rất thích một cái quy luật mà tôi được đọc được. Tôi rất thích một cái quy luật mà tôi học được từ trên sách các bạn ạ. Tôi thích cực kỳ quy luật này. Các bạn có biết quy luật này là gì không ạ? Quy luật này có tên là Go For No. Các bạn ghi đi, tôi giải thích các bạn. Các bạn ghi cái quy luật này. Tôi rất thích quy luật này. Đó là quy luật có tên là Go For No. Các bạn ghi đi. Đây là quy luật để giúp các bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi. Quy luật Go For No. Quy luật này giúp các bạn có thể khắc phục hay là vượt qua những nỗi sợ hãi. Khi các bạn có mục tiêu trong cuộc đời này, các bạn đồng ý không? Vậy thì cái điều gì để mà ngăn cản chúng ta tiến tới mục tiêu của mình? Đó chính là cái nỗi sợ hãi. Vậy thì cái cách để chúng ta khắc phục cái nỗi sợ hãi này đó là cái gì ạ? Đó là chúng ta áp dụng cái quy luật có tên là Go For No. Go For No. Go For No nghĩa là gì? Go For No có nghĩa là gì ạ? Tôi giải thích cho các bạn này. Đó là chúng ta sợ điều gì thì đơn giản cực kỳ luôn. Quy luật Go For No đó là khi ta sợ điều gì thì chúng ta hãy làm điều đó thật nhiều. Chúng ta sợ giao tiếp thì hãy giao tiếp nhiều hơn. Chúng ta sợ đứng trước sân khấu thì chúng ta phải đứng trên sân khấu nhiều hơn. Chúng ta phải giật micro để chúng ta nói, đúng không ạ? Chúng ta sợ độ cao thì chắc chắn chúng ta phải trèo lên cao rồi, đúng không ạ? Chúng ta sợ cái điều gì thì chúng ta phải làm điều đó thật nhiều thôi, không cách nào khác đâu. Hãy sợ điều gì thì phải làm điều đó thật nhiều. Các bạn comment đi. Sợ điều gì thì làm điều đó thật nhiều đi, đúng không ạ? Hello. Ok, sợ phải làm. Go for no. Sợ điều gì thì làm điều đó. Làm điều đó thật nhiều thì điều đó nó sẽ trở thành cái thói quen của bạn mà thôi. Và nó rất là easy, dễ dàng để chúng ta có thể vượt qua được. Ok,
Có đơn giản đúng không bạn? Các bạn cứ nghĩ là nó rất là khó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là gì ạ? Hôm nay các bạn đã giải đáp được rất nhiều điều chưa? Bao nhiêu bạn hôm nay trong có một vài phút đầu tiên đúng không ạ? Hôm nay chúng ta học được bao nhiêu rồi? Chúng ta học được chưa đến một tiếng đồng hồ. Bao nhiêu bạn thấy là chưa một tiếng đồng hồ mà chúng ta học được rất nhiều tư duy hay rồi thì comment đi. Hay quá. Em thấy thích điều đấy rồi. Sợ tán gái thì tán gái thật nhiều vào. Sợ cái gì? Tán gái đi. Sợ cái gì mà sợ? Ok. Sợ cái gì? Tán gái nhiều vào, hết sợ ngay, thành thánh luôn, thánh tán gái luôn. Ok. Bao nhiêu bạn thích học cả tư duy và kỹ thuật hay là chỉ thích học kỹ thuật thôi? Thầy Lam ngày xưa các bạn cứ nghĩ thầy chỉ dạy kỹ thuật thôi đúng không? Hello. Hello. Ngày xưa thầy chỉ dạy các bạn kỹ thuật thôi nhưng hôm nay thầy sẽ dạy tư duy. Bao nhiêu bạn thấy rằng tư duy rất là hay. Hello. Ok. Em thích cả tư duy và kỹ thuật. Em thích cả tư duy và kỹ thuật. Ok. Chúng ta sẽ học cả hai thứ này trong 3 ngày. Và có người thích tư duy hơn. Thảo này, Thảo là tư duy này. Ok. Kỹ thuật cũng cần phải tư duy, đúng rồi. Hay quá. Ok. Thầy dạy cả tư duy và kỹ thuật. Cảm ơn các bạn. Khi các bạn tương tác với tôi ấy, thì tôi cảm thấy vui hơn. Khi các bạn tương tác với tôi thì tôi cảm giác là mình phải làm sao mà có nhiều kiến thức hay nhất cho các bạn. Tôi có động lực để tôi chia sẻ với các bạn. Đấy, khi các bạn tương tác nhiều với tôi, đúng không ạ? Có đâu là khi tôi giảng bài mà các bạn chả tương tác thì tôi chả biết các bạn là đang có hiểu bài hay không, hay là các bạn có thích điều đó hay không, thì tôi cô đơn lắm. Thầy giáo là người cô đơn nhất, các bạn biết điều đó không? Tôi là người rất là cô đơn. Ok. Em đang cười te tuét. Ok. Ok. Rồi. Rất là tuyệt vời. Ok. Rồi. Tôi sẽ có 2 slide nữa về tư duy thôi và chúng ta sẽ phải học muốn hai slide nữa. Đó là chúng ta cần phải cam kết để thành công. Các bạn ghi đi. Chúng ta cần phải cam kết để thành công. Cảm ơn 335 người. Các bạn rất là tuyệt vời và tôi cảm ơn vì điều đó. Tôi cảm ơn các bạn. Tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều. 335 bạn. Ok. Chúng ta cam kết để thành công. Có những người thì họ mong muốn để thành công đúng không ạ? Đa phần chúng ta đều mong muốn để thành công. Có nhiều người thì hy vọng để thành công. Có những người thì ước mình thành công. Cho tôi hỏi các bạn này, mong muốn này, hy vọng này, ước này, thì có thành công được không? Khó lắm các bạn ạ. Chúng ta không được nói là chúng ta mong được thành công các bạn ạ. Ước thành công, hy vọng để thành công. Nhưng đấy là những ngôn từ nó cực kỳ yếu các bạn ạ. Các bạn không nên dùng những ngôn từ đấy. Và chúng ta cần phải dùng từ phải. Và chúng ta cần phải cam kết. Chúng ta phải cam kết. Để làm, phải làm, cam kết làm. Và đến cùng thì chúng ta mới thành công được. Và Adam Khu cũng nói tôi một cái tư duy rất hay, đó là sức mạnh của ngôn từ. Adam Khu nói là gì ạ? Chúng ta sẽ có những cái ngôn từ nó làm triệt tiêu sức mạnh của chúng ta đi. Có những ngôn từ làm triệt tiêu sức mạnh của chúng ta. Ví dụ như là ước. Tôi không thể. Những ngôn từ này rất nguy hiểm các bạn ạ. Tôi mong ước. Tôi mong muốn. Tôi cố gắng. Những từ này nó cực kỳ yếu các bạn ạ. Các bạn nhớ trong cuộc sống này đừng dùng từ này nữa. Vứt những từ này đi. Try. Tiếng Anh là try. Cố gắng. Ngược lại, thay vì nói những cái từ này thì bạn phải dùng những ngôn từ mạnh hơn. Nó thúc đẩy các bạn làm việc. Ví dụ như là gì ạ? Tôi phải làm được. Hay là tôi cam kết thành công. Tôi phải thành công. Bạn hãy dùng những cái ngôn từ nó mạnh hơn, nó quyết liệt hơn để nó dẫn dắt chúng ta. Bạn nhớ nhỉ? Sức mạnh ngôn từ nó rất quan trọng. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học về một cái tư duy và những cái tư duy quan trọng lúc đầu. Và bây giờ chính là cái phần mà tôi sẽ nói ít về tư duy hơn nữa. Đương nhiên là trong cái chương trình đào tạo của tôi thì tôi sẽ xen kẽ nói về tư duy. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ vào chủ đề chính của chúng ta, đó là gì ạ? Kinh doanh bây giờ thì làm sao để chúng ta kinh doanh được cái thời Covid này? Các bạn có quan tâm đến chủ đề này không nhỉ? Kinh doanh thời Covid và bây giờ chúng ta quan tâm đến chủ đề kinh doanh online nhỉ? Bao nhiêu bạn quan tâm đến cái phần chính của chúng ta rồi? Bây giờ tôi đã có một tiếng với các bạn rồi.
tôi đã có một tiếng với các bạn rồi về mặt tư duy rồi, và tôi đã mindset đủ đủ mindset rồi. Và các bạn thêm một tiếng như vậy là đủ về phần mindset rất quan trọng. Bây giờ chúng ta đã có hành động cùng nhau tốt rồi thì bây giờ tôi mới dạy. Và các bạn có quan tâm đến cái chủ đề không ạ? Bao nhiêu bạn thích học thầy Lam ạ? Bao nhiêu bạn quan tâm sâu sắc ạ? Chúng ta phải tương tác với tôi. Ok, các bạn thấy tôi đang có những tiếng thở rất mạnh không? Đấy, vì tôi đang trao đi giá trị hết sức đấy. Tôi đi trao đi giá trị hết sức luôn, không có tiếc cái điều gì. Ok. Bạn ghi cho tôi một cái ý như sau. Vậy bây giờ kinh doanh cái thời Covid như thế nào? Bây giờ kinh doanh thời Covid kiểu gì? Thì đây là một cái ý mà các bạn phải ghi, và đây chính là ý xuyên suốt. Ý xuyên suốt trong chúng ta, đó là các bạn ghi đi. Đó là khách hàng ở đâu thì bạn phải xuất hiện ở đó. Bạn comment đi. Bạn comment đi. Bạn ghi đi. Đó là khách hàng ở đâu thì bạn phải xuất hiện ở đó. Và phần lớn tôi, theo tôi và phần lớn tất cả những cái người trong Action Code người ta khảo sát ấy, hay trong hệ thống đào tạo về doanh nghiệp ấy, cố vấn về doanh nghiệp ấy, coaching về doanh nghiệp ấy, người ta đều thấy rằng là phần lớn mọi người đều khó khăn trong việc là để có được khách hàng nhiều hơn. Làm sao để có được nhiều khách hàng hơn? Bao nhiêu bạn thấy rằng đây là vấn đề lớn của chính các bạn ạ? Bao nhiêu bạn thấy đây chính là vấn đề của chính các bạn ạ? Đúng là vấn đề là khách hàng là vấn đề lớn nhất của các bạn đúng không ạ? Đúng không? Và nếu trong 3 ngày này thì thầy dạy các bạn các cách để có được nhiều khách hàng hơn, các bạn muốn học không? Bao nhiêu bạn là trong 3 ngày này thầy dạy các bạn nhiều cách để có khách hàng, các bạn muốn làm không? Không? Và cho tôi hỏi các anh chị là các anh chị có thực sự muốn học để biết để có được nhiều cách để kiếm tiền nhiều hơn và nhiều khách hàng hơn không? Thì đương nhiên là bạn phải nghiêm túc trong cái chương trình này. Nó là chương trình dành cho các bạn. Ok, chương trình này chắc chắn dành cho các bạn đấy. Ok. Vậy cái điều đầu tiên tôi muốn các bạn biết rằng là gì ạ? Một cái tư duy quan trọng là bạn phải xuất hiện ở tất cả những nơi mà khách hàng người ta có thể sống, người ta có thể xuất hiện. Đúng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có hai cách làm chính là online và offline. Chúng ta có hai chiến lược để tiếp cận khách hàng. Các bạn ghi đi ạ. Bây giờ tôi sẽ cùng nhau thao tác với các bạn trên Word. Vậy làm sao để tiếp cận được khách hàng? Thì các bạn nhớ được khách hàng có hai cái nhóm khách hàng chính. Hai cái nhóm khách hàng. Đó là khách hàng offline. Thì chúng ta phải có những chiến lược để tiếp cận khách hàng offline. Có rất nhiều chiến lược để tiếp cận khách hàng offline. Và đương nhiên là có rất nhiều cái nhóm đối tượng là khách hàng. Và đây là những nhóm khách hàng rất là quan trọng ở cái thời điểm Covid này, đó là khách hàng online. Đặc biệt là cái mùa Covid này, khi mà giãn cách xã hội đã và đang diễn ra, chúng ta phải có các cách để tiếp cận khách hàng. Sau khi mình đã hiểu là gì, khách hàng ở đâu, khách hàng ở offline thì mình phải xuất hiện ở những vị trí nào, khách hàng online thì mình phải có những cách nào để tiếp cận họ, cách nào để tiếp cận họ. Bây giờ thì trước khi thầy dạy các bạn các chiến lược để tiếp cận khách hàng, và đặc biệt là thầy chỉ tập trung vào cái đối tượng khách hàng online, vì chương trình này là chương trình kinh doanh online mà, nên tôi xin phép các bạn là phần offline tôi sẽ không nói, nhưng tôi sẽ để gợi ý cho các bạn một trong những cách để làm offline ấy, thì có rất nhiều cái phương pháp để làm. Những phương pháp hiệu quả thì thầy nói là gì, như là gì ạ? Offline thì người ta hay dùng chiến lược như là mở showroom trưng bày, mở cửa hàng ở các mặt tiền lớn đúng không? Rất tốn kém đúng không? Ở mặt bằng các trung tâm thương mại, các siêu thị vân vân, rất kỳ tốn kém luôn. Nhân sự mặt bằng rất là nhiều. Cái cách mà tôi thấy nó tiết kiệm tiền hơn ấy, đó là các bạn nên tham gia vào các tổ chức kết nối kinh doanh. Và đặc biệt là tôi rất yêu BNI nên tôi hay quảng cáo hộ BNI miễn phí, quảng cáo cho BNI free luôn. Và anh chủ tịch BNI Việt Nam, anh Hồ Quang Minh rất yêu quý tôi. Anh Hồ Quang Minh cực kỳ yêu quý tôi luôn. Bởi vì đi đâu thì tôi cũng chia sẻ miễn phí ở BNI.
BNI là tổ chức dành cho các chủ doanh nghiệp và được thành lập năm 85 tại Mỹ. Và hiện nay BNI về Việt Nam năm 2010. Và anh Hồ Quang Minh là người đưa về Việt Nam, anh đang ở sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện nay BNI có rất nhiều tỉnh thành có BNI rồi và rất nhiều tỉnh thành có những doanh nghiệp, và tôi cũng là người rất là phát triển rất tốt nhờ BNI. Thì bạn, đây là một cái cách để chúng ta có thể bán hàng offline cực kỳ hiệu quả nhỉ, trong cái mùa này. Đó là chúng ta phải tham gia BNI. BNI hiện nay họp cả online các bạn ạ, họp cả trên Zoom luôn. Kể cả bây giờ người ta họp cả trên Zoom để người ta bán hàng cho nhau. Nên người ta dùng triết lý là cho là nhận, giới thiệu việc cho nhau, giới thiệu việc cho nhau. Và trong đấy có khoảng ví dụ 50 giám đốc CEO thì người ta gì có độc quyền ngành nghề, có ngành nghề khác nhau. Cái này là cái rất là hay trong BNI, nó là ngành nghề khác nhau, hay người ta gọi độc quyền ngành nghề. Độc quyền ngành nghề. Và đây là một sân chơi offline và tôi nghĩ rằng các bạn có thể tham gia rất tốt. Và yêu cầu các bạn là phải có những yêu cầu nhất định, là các bạn thì là chủ doanh nghiệp hoặc chủ cửa hàng hoặc là chủ những cái cơ sở kinh doanh cá nhân vân vân, thì các bạn phải có tiêu chí nhất định. Đương nhiên offline còn nhiều cái cách khác nữa, có nhiều rất nhiều cách khác nữa. Thầy sẽ chiến lược về offline thì thầy sẽ xin phép các bạn nhé, chương trình này không phải chương trình về chiến lược offline. Các bạn đồng ý và thầy chỉ dạy chiến lược online thôi. Bao nhiêu bạn thấy rằng là thầy sẽ không thể dạy được chiến lược offline đúng không nhỉ các bạn? Thầy sẽ dạy chiến lược online đúng không ạ? Thầy là người mạnh về online, thầy sẽ nói nhiều về online hơn. Hello, các bạn đồng ý là thầy sẽ dạy online không nhỉ? Chúng ta sẽ học về online nhiều hơn đúng không? Ok, đồng ý nha. Chúng ta phải đồng ý thôi. Cảm ơn các bạn nhiều. BNI Hải Dương thì cứ inbox cho tôi nha. Quên mất, thiếu một cái slide quan trọng. Các bạn có đúng là bây giờ các bạn thiếu một slide rất quan trọng không nhỉ? Các bạn chả biết tôi có thông tin gì, thông tin cá nhân của mình nhé. Các bạn có cần thông tin cá nhân của Nguyễn Hữu Nam một tí không nhỉ? Rồi chúng ta sẽ học thôi. Thông tin của Nguyễn Hữu Nam, các bạn phải biết được vài thông tin về tôi chứ, đúng không? Nguyễn Hữu Nam này sinh năm 82 nè, Nguyễn Hữu Nam này Hải Phòng này, 82 này. Telephone này, bạn mình có Zalo, tôi có Zalo số này nhá. Nó bị full thì các bạn inbox cho tôi là được, inbox Zalo, inbox cho tôi qua Zalo số này. Các bạn biết được số điện thoại của tôi, lúc nào cần làm website, cần học các chương trình chuyên sâu thì bạn phải nhắn cho tôi cái số này nhé. Tôi bị full bạn rồi, cứ nhắn Zalo đi, inbox đi, tôi sẽ trả lời sau. Trả lời. Đấy, địa chỉ này. Khu Paris 12, số nhà 04. Vinhome Imperia Hải Phòng. Imperia ở quận Hồng Bàng, cầu xi măng, cứ đi cầu xi măng là đến gọi điện cho tôi nhá, đến thăm nhà tôi chơi. Đây, quận Hồng Bàng Hải Phòng. Ok, tôi sinh ra lớn lên ở huyện An Lão nhưng mà sống bây giờ thì sống ở Hải Phòng, ở thành phố Hải Phòng, cách sân bay Cát Bi khoảng tầm 15 phút đi ô tô nha. Cầu xi măng, cứ đến quận Hồng Bàng là cầu xi măng, là đến cái khu đô thị lớn nhất Hải Phòng. Ok các bạn, chụp lại đi ạ. Đấy, ít nhất là phải biết thông tin của tôi. Hello các bạn ơi, có vào BNI ở đâu thì cứ liên hệ với tôi sẽ cho các bạn giới thiệu các bạn vào BNI miễn phí. Đấy, không lấy công giới thiệu nhá. Chụp màn hình vào đi em, các bạn chụp màn hình vào đi, ít nhất là các bạn phải có thông tin về tôi nhá. Tôi có đủ thông tin luôn, ai muốn vào BNI thì nhắn cho tôi nhá. Đủ 500 anh em luôn. Tiếp mời cơm luôn. Xin mời welcome các bạn về phòng của tôi, mời cơm luôn nhá. Mời cơm luôn các bạn. Rồi ok. Vậy thì bây giờ liên quan đến việc khách hàng ấy. Bây giờ cái phần khách hàng quan trọng lắm. Và chúng ta sẽ chỉ nói về khách hàng thôi, làm sao để có khách hàng online. Thì trước hết chúng ta phải có một công thức rất quan trọng, đó là công thức. Tôi chia sẻ bạn một công thức cực kỳ kinh điển. Công thức X2 X5, thậm chí X10, X100 cái lợi nhuận. Bao nhiêu bạn muốn gấp 2 lợi nhuận ở comment đi. Bao nhiêu bạn muốn X5 ạ? Bao nhiêu bạn muốn X10 ạ? Hello. Các bạn có muốn không ạ? Các bạn muốn học cái công thức này không ạ? Bao nhiêu bạn muốn học công thức này? Các bạn có thấy được nhiều giá trị không? Công thức này bình thường các bạn sẽ phải mất rất nhiều tiền học. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn, và đương nhiên là sẽ không nói được hết công thức này đâu, nhưng sẽ nói một phần trong công thức này thôi. Tôi sẽ nói hôm nay sẽ nói về 1/5 trong cái chương công thức này. Rồi 3 ngày này tôi sẽ dạy các bạn 1/5 của công thức này.
Ok. Các bạn thấy học thầy Lam có lợi lắm, có nhiều thông tin hay lắm. Rất tiếc là những người khác đăng ký mà không vào. Hơi đáng tiếc đấy. Ok, bây giờ có 3 cho 300 bao nhiêu ạ? 300 bao nhiêu rồi? 341 người rồi. Cảm ơn 341 người học nha. Tuyệt vời. Quá vui. Quá vui luôn. Ok, cảm ơn những người đã muốn vào BNI. Chưa biết BNI là gì mà thầy nói đã thấy muốn vào rồi. Thế này thì tuyệt vời quá. Ok. Thế tôi hỏi thật các bạn nhé, chưa học gì cả ở đây có bao nhiêu bạn muốn thầy thầy đào tạo chuyên sâu không? Thử xem là có bao nhiêu người bây giờ chưa biết là thầy dạy cái gì. Why bây giờ không không cần biết là thầy dạy cái gì, là vứt đi này, when này, khi nào thầy dạy này, thầy dạy ở đâu này, những cái cười này là vứt đi, không không bỏ qua cái điều này. Thì bây giờ là why, bao nhiêu người cái why đủ lớn rồi thì tự tìm thầy nhá, tìm thầy và học nhá, tự tìm thầy học. Ok, đấy tôi chưa bán gì mà đã mua, sướng chưa? Ok, tuyệt vời luôn đấy. Tôi chả bán gì mà các bạn đã phải phải tự đi tìm mà mua đấy chứ, đúng không? Ok, hay không? Bao nhiêu bạn thấy thầy chưa làm gì mà các bạn đã đăng ký rồi, bởi vì các bạn đã có cái why rồi, các bạn chả thèm biết là thầy dạy cái gì, nhưng chắc chắn là có nhiều cái hay. Khi nào thầy dạy không thèm quan tâm luôn, dạy ở đâu, nội dung dạy cái gì không quan tâm, thế mới là cái người mà đỉnh cao, đúng không các bạn? Các bạn phải đi tìm thầy đi, vì thầy sẽ xuất hiện khi bạn muốn, thì thầy người thầy sẽ xuất hiện, đúng không? Khi bạn muốn thì người thầy sẽ xuất hiện. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ học một công thức rất quan trọng, đó là công thức x, x2, x5, x bao nhiêu bạn muốn cũng được, bạn ghi đi. Công thức này quan trọng, bạn ghi à. Công thức này thực ra nó không phải là công thức mới, nhưng mà công thức này tôi được học trong cuốn sách của Adam Khu, nhưng thực ra Adam Khu cũng viết lại sách của Jay Abraham, viết lại công thức của Jay Abraham. Và cuốn sách, cái công thức này thì nói thật luôn các bạn là tất cả những người trong Action Code đều rất giỏi nha. Nhưng thực ra tôi biết được cái công thức này là của Jay Abraham, công thức rất hay và trong các trường học không ai dạy. Rất tiếc là những người học kinh tế không ai dạy các bạn ạ. Các bạn đi học kinh tế chả ai dạy các bạn công thức này. Thế bây giờ thế mà không biết công thức này thì làm sao mà giàu có được. Thế thì sau ngày hôm nay các bạn có công thức này, các bạn có cam kết với tôi là các bạn bám sát công thức này các bạn làm không? Bao nhiêu bạn tin tôi ạ? Bạn có cam kết học và làm theo công thức này không ạ? Hello. Các bạn phải cam kết làm công thức này rất hay và rất quan trọng. Bất kỳ một doanh nghiệp nào lớn bao nhiêu cũng phải làm theo, nghìn tỷ cũng phải làm theo, trăm nghìn tỷ cũng phải theo công thức này. Nó rất là quan trọng, và đặc biệt là các bạn, trong cái công thức này nó quan trọng với tất cả chúng ta. Phải cam kết. Like, cam kết. Ok, các bạn tập trung vào. Chúng ta sẽ cùng nhau. Chúng ta tập trung nhá. Rồi. Ok. Vậy trong công thức này ấy, cái điều đầu tiên ấy, bạn phải biết được lợi nhuận cấu thành bởi những yếu tố nào. Nào bây giờ cho tôi hỏi các bạn này, bao nhiêu bạn trả lời trước đi, lợi nhuận cấu thành bởi công thức, bởi yếu tố gì bạn có biết không? Nào nhiều bạn nói thầy ơi trả lời đi, các bạn có biết không lợi nhuận được cấu thành bởi yếu tố nào không? Ok, lợi nhuận là giá thành nhân số lượng á. Có người bảo là lợi nhuận bằng giá thành nhân số lượng. Ôi trời ơi, Nhung Lê là ai nhỉ? Nhung Lê bảo là Fireway. Không biết là Nhung Lê học Action Code hay chưa, đọc sách chưa. Lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí. Chết toi hết rồi. Lợi nhuận bằng khách hàng nhân số lượng. Chết chưa, đấy tôi thấy các bạn đấy. Các bạn ơi nguy hiểm lắm các bạn ơi. Các bạn ơi nguy hiểm quá. Các bạn ơi sai rồi. Chết rồi. Lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí. Ok. Doanh thu và khách hàng. Ôi rồi. Chết rồi. Thế thì cho biết các bạn biết có 5 yếu tố rất quan trọng để tạo ra cái lợi nhuận. Nha. Nhung Lê cũng là thành viên BNI. Tốt quá Nhung Lê. Nhung Lê phải nhắn cho tôi nhá.
Nhung Lê, lát nữa nhắn cho tôi đi. Chúng ta có rất nhiều điểm chung đấy. Nhưng mà phải học thầy Lam. Action code cũng phải học thầy Lam. Để có được cái cách làm mạnh nhất. Cùng với thầy thì làm sẽ mạnh nhất. Ok. Thứ nhất, bạn không biết điều này thì không bao giờ các bạn thành công được. Cái công thức này tôi học từ lâu rồi. Nhung Lê ơi, không phải Action Code là dạy tôi cái này đâu. Cái này tôi học từ lâu lắm rồi. Nhung Lê nhá, tôi đọc sách từ lâu rồi. Và tôi ứng dụng từ lâu rồi. Nhưng mà tôi mới vào Action Code, tôi mới học Action Code thêm rồi. Thứ nhất là khách hàng tiềm năng. Bạn cứ ghi đi, tôi sẽ giải thích cho các bạn. Và trong chương trình này ấy, thì sau này sẽ phân tích được là thầy sẽ làm cái gì mạnh nhất trong năm cái này cho các bạn. Và các bạn thấy công thức này nó rất kinh khủng. Nó cực kỳ kinh khủng luôn. Tí tôi sẽ giải thích cho các bạn lượng khách hàng tiềm năng là cái gì. Cái thứ hai đó là tỷ lệ mua hàng. Cấu thành yếu tố thứ hai là tỷ lệ mua hàng. Tỷ lệ mua hàng các bạn ạ. Bạn có 1.000 khách hàng tiềm năng. Bạn quảng cáo tới 1.000 người. Bạn bán được cho 100 người. Vậy tỷ lệ mua hàng là bao nhiêu phần trăm? Các bạn ơi, bạn tiếp cận được 1.000 khách hàng, bạn gọi điện cho 1.000 người. 100 đứa mua thì tỷ lệ mua hàng là bao nhiêu phần trăm? 10%. Hello, lớp mình nghe công thức để quá quan trọng luôn, các bạn học nghiêm túc vào. Công thức này là công thức thay đổi cuộc đời các bạn ấy. Các bạn comment đi. Đây là công thức thay đổi cuộc đời. Thay đổi cuộc đời. Nhớ điều đó nha. Tập trung vào. Thầy Lam rất giỏi công thức này, thầy Lam rất làm nhiều công thức này. Nó có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. Và quá may hôm nay các bạn được học cái công thức thay đổi cuộc đời. Các bạn có thể ghi vào vở công thức thay đổi cuộc đời. May quá. May quá đi. May quá. Rất may tôi đọc công thức này từ những năm 2014, 15. Tầm đấy tôi 2015, 16 gì đó. Đọc khá lâu rồi. Và tôi đã biết được cách làm này rồi. Cái thứ ba, số tiền mua trung bình trên một đơn hàng là bao nhiêu? Một khách hàng mua trung bình là bao nhiêu tiền? Đúng không ạ? Trung bình họ mua trong bao nhiêu tiền? 1 triệu trên một lần mua hay là 5 triệu? Có những mặt hàng là 50 triệu. Số tiền mua trung bình trên một đơn hàng mỹ phẩm thì một trung bình một khách hàng mua một lần là bao nhiêu tiền nhỉ? Ở đây có ai bán mỹ phẩm không? Ở đây có ai bán mỹ phẩm không nhỉ? Một trung bình một khách hàng người ta, bạn cứ cho tôi một con số cụ thể nó đó đi. Vậy một đơn hàng em bán được trung bình mấy mấy trăm ngàn hay là mấy triệu? 5 triệu. Mỹ phẩm bán được 5 triệu nhiều phết nhỉ? Ok. Nào. Thứ ba là số tiền mua trung bình trên một đơn hàng rất quan trọng, nó quyết định lợi nhuận đấy nhỉ. Ok, 500 nghìn. Số lần mua. Bạn muốn bán khách hàng cho một lần hay bán cho khách hàng quay trở lại mua nhiều lần? Vậy thì lợi nhuận hay doanh thu của bạn ấy nó rất phụ thuộc vào số tiền mua, tỷ lệ mua hàng, lượng khách hàng tiềm năng và số lần khách hàng quay trở lại. Rất quan trọng các bạn ạ. Và tôi thấy rằng là rất nhiều các bạn chỉ mải mê đi tìm khách hàng mới thôi, nhưng các bạn rất ít khi chăm sóc khách hàng cũ. Và các bạn cũng biết là việc các bạn đi 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 tìm khách hàng mới đấy nó tốn rất nhiều so với việc là bạn chăm sóc khách hàng cũ không ạ?
đương nhiên có những chiến lược để giúp các bạn thay đổi tất cả những yếu tố này. Hello, số lần khách hàng quay trở lại, số lần khách hàng mua, đúng không ạ? Số lần khách hàng mua hay là lặp lại đó, rất quan trọng, rất quan trọng các bạn ạ. Cái số tiền bỏ ra đi mua, đi tìm khách hàng mới đắt hơn rất nhiều so với liền số tiền bạn chăm sóc khách hàng cũ. Chính là bạn làm sao gia tăng cái tỷ lệ khách hàng quay trở lại. Làm sao mình xây dựng được mô hình raving fan. Raving fan, đúng không ạ? Raving fan. Các bạn thích thì tôi sẽ chia sẻ các bạn các cái chủ đề rất là chuyên sâu. Như vậy. Được không ạ? Đấy. Ông setup bảo là gặp khách hàng cũ mua chỗ khác rẻ hơn, đúng không ạ? Chẳng có cái vẹo gì là cái vẹo giảm giá. Các bạn ơi, cái thầy vẫn hay nói với các bạn học trò là gì? Cái ngu nhất trên đời này là giảm giá. Bởi vì không có cái vẹo gì để mà ngoài cái cách giảm giá, chả có cái vẹo gì cả. Và thầy sẽ dạy các bạn cái cách mà không phải giảm giá, thậm chí mình tăng giá lên. Bạn nhớ nhỉ? Các cái chương trình đào tạo của thầy Nam chỉ có tăng giá này, không bao giờ thầy giảm giá. Hello các bạn. Vì bạn không có cái gì hơn là việc giảm giá thì các bạn mới giảm giá. Các bạn comment đi, cái ngu nhất trên đời này là giảm giá. Thầy chỉ tăng giá thôi, không bao giờ thầy giảm giá. Bạn nhớ điều đó. Nếu vào các cái chương trình của Thái Lan là tăng giá. Bởi vì các bạn ơi, mình lãi được có 20% mà mình giảm giá 15% rồi thì còn lợi bao nhiêu cái gì nữa. Hello mấy các bạn, hello các bạn. Mình giảm giá chính là mình cắt cái máu của mình đi. Mình giảm giá chính là mình cắt cái lợi nhuận của mình xuống. Hello. Bởi vì các bạn thiếu một thứ rất quan trọng, đó là USP. Người ta gọi là Unique Selling Point. Bạn ghi đi. Bạn thiếu cái USP. Unique Selling Point. Ghi vào vở đi ạ. Bán hàng cần USP. Bạn ghi đi. Bán hàng cần USP. Unique Selling Point. Bạn không có lợi điểm cạnh tranh. Bạn chẳng có cái vẹo gì cả, ngoài cái vẹo là giảm giá. Và tất cả đối thủ của bạn cũng giống bạn mà thôi. Cũng giảm giá. Và ngu nhất là đi phá sản. Giảm giá là phá sản đấy. Bao nhiêu bạn thấy cái điều này rất đúng ạ? Đúng hay rất đúng ạ? Bao nhiêu bạn thấy rất đúng? Bạn không có cái gì khác biệt với đối thủ. Bạn giống hết với tất cả những cái đối thủ của bạn. Sản phẩm giống nhau, nhưng bạn không có cái điều gì là khác biệt. Nhưng có những chiến lược để giúp các bạn làm được điều này. Có những chiến lược để giúp bạn có những USP. USP. Đúng không ạ? Hay là bạn phải có cái niche, cái ngách, cái niche, ngách mà không giống ai. Tôi thấy cái chiến lược vớ vẩn nhất mà ai cũng áp dụng được, bởi vì nó dễ áp dụng. Các bạn đồng ý với tôi là cái chiến lược giảm giá là quá dễ áp dụng không? Quá dễ, ai cũng áp dụng được. Tìm được niche là ngách thì cuộc đời mình xong rồi. Thầy Nam niche là cái gì ạ? Cho tôi hỏi các bạn, niche thầy Nam là cái gì ạ? Ngách của thầy Nam là cái gì ạ? Tại vì có cái niche của thầy chứ. Đúng không ạ? Các bạn biết không? Ok. Tất cả đều có cái phương pháp hết. Tất cả đều có phương pháp hết. Các bạn đang nói về sale và đào tạo online đấy, thì nó chỉ là một cái sản phẩm thôi. Có nghĩa là đấy là cái sản phẩm mà người ta cũng có. Các bạn trả lời như vậy chưa đúng đâu. Cái nick của thầy không phải là sale, và cũng không phải là đào tạo online, cũng không phải là hosting và web. Bạn hiểu không ạ? Có thể nó là sự uy tín. Đúng không ạ? Có thể là giá trị bản thân. Và đặc biệt nó là sự cam kết. Một trong những cái nick đơn giản nhất đó là cam kết. Các bạn hãy cam kết với khách hàng của mình ấy. Sản phẩm của tôi ấy được đổi trả
Sản phẩm của tôi nếu mà không đúng như cam kết ấy, thì tôi hoàn tiền. Tôi làm sao ạ? Tôi có thể bị phạt tiền. Đúng không ạ? Đơn giản nhất là những cái USP đó là sự đảm bảo và sự cam kết là bạn có thể làm được. Đúng rồi. Có rất nhiều người đã trả lời đúng. Cái nick không phải là một ngành hàng. Các bạn đang hiểu sai. Đúng không ạ? Cái niche không phải là ngành hàng. Cái USP không phải là tên ngành hàng hay là tên cái sản phẩm mình bán. Sai rồi. Cái niche chính là cái USP mình phải xây dựng để bán hàng. Học chương trình này tôi nhắc lại, chương trình này nó miễn phí nhưng tôi cam kết với các bạn tôi trao đi giá trị nhiều nhất. Đó là cái giá trị mà tôi có thể cho các bạn được. Tôi không biết các bạn ở dưới cái khán phòng này là ai cả. Tôi chả biết các bạn là ai luôn. Và tôi không biết các bạn đang học hành theo kiểu gì cả. Nhưng mà với tôi thì trách nhiệm của người đào tạo đó là trao đi giá trị một cách tốt nhất cho các bạn. Tôi giúp các bạn, thúc đẩy các bạn. Khi các bạn thay đổi, đó là điều mà những người đào tạo cho tôi rất là vui. Và một yếu tố nữa đó là đương nhiên rồi, bạn bán hàng thì phải có một cái tỷ lệ lợi nhuận. Thì đây là năm yếu tố cấu thành cái lợi nhuận của bạn đấy. Ví dụ như là bạn bán sản phẩm bạn lợi nhuận được 20% thì đấy là tỷ lệ lợi nhuận. 1 tỷ bạn bán ra thì bạn lãi 200 triệu trừ hết chi phí tất cả mọi thứ. Bạn lời ra trừ hết tất cả chi phí nhân viên rồi thuế rồi tất cả mọi thứ trên đời này thì bạn lãi ra 200 triệu thì tỷ lệ lợi nhuận của bạn là 20%. Tỷ lệ lợi nhuận. Thế thì thực ra có hàng nhiều trăm cách để thay đổi tất cả các chỉ số này các bạn ạ. Thì tôi sẽ nói qua các bạn, công thức nó quan trọng lắm. Thì tôi sẽ nói qua cho các bạn là gì ạ? Các bạn có biết rằng là lượng khách hàng tiềm năng nhân với tỷ lệ mua hàng người mua hàng thì nó ra cái gì không? Bạn nào học công thức này rồi rồi thì các bạn đừng nói nha. Tôi muốn test những người chưa biết công thức này. Các bạn hãy cùng trả lời đi ạ. Lượng khách hàng tiềm năng nhân với tỷ lệ mua hàng thì nó bằng cái gì? Bạn phải biết công thức này. Đơn hàng à, anh Huy sữa non này, đơn hàng. À, có người bảo tỷ lệ chuyển đổi. À, bạn Hằng nói đúng rồi đấy, Hằng ơi. Doanh số, doanh thu, đúng rồi. Sorry, nó là lượng khách hàng nhầm, sorry các bạn, nó là lượng khách hàng, thầy thầy mày follow vào cái bạn của bạn. Nó là lượng khách hàng chứ là sao nó doanh thu được? Doanh thu phải nhân với gì ạ? Doanh thu phải nhân với tỷ lệ khách hàng quay trở lại và nhân với giá trị trung bình trên một đơn hàng nó mới ra doanh thu chứ đúng không? Đây mới chỉ ra là lượng khách hàng thôi. Sai rồi, các bạn sai rồi. Nó ra lượng khách hàng chứ. Thầy mày đọc thông tin của các bạn nên thầy cũng bị lún cuốn theo đấy. Nó ra lượng khách hàng. Lượng khách hàng này nhân với tỷ lệ nhân với số lượng quay khách hàng quay trở lại nhân với số tiền trên trung bình trên một đơn hàng thì mới ra được doanh thu. Các bạn ơi, sai rồi đấy. Hello. Lượng khách hàng. Người là mua hàng rồi thì nó sẽ là thành khách hàng của mình đấy. Các bạn ơi, người là mua hàng rồi thì nó sẽ trở thành khách hàng. Vậy lượng khách hàng tiềm năng nhân với phần trăm tỷ lệ phần trăm người mua hàng thì nó sẽ ra lượng khách hàng. Ok. Đây. Và cái thứ mà thầy vừa nói các bạn đấy, khách hàng ở đâu thì chúng ta ở đó đấy. Cái màu đỏ này này, chúng ta đang 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 chưa biết cách cải thiện đúng không? Chúng ta muốn cải thiện màu đỏ này thì đúng không? Cho tôi hỏi các bạn này, có đúng các bạn đang muốn cải thiện cái số lượng màu đỏ đấy không? Là lượng khách hàng các bạn muốn cải thiện không? Vậy cho tôi hỏi các bạn này, muốn thay đổi lượng khách hàng thì mình thay đổi cách gì? Cả lớp trả lời rất dễ. Muốn thay đổi lượng khách hàng thì phải thay đổi vào. Chúng ta phải gia tăng khách hàng tiềm gì? Tiềm năng. Chúng ta phải quảng cáo nhiều hơn, chúng ta phải tiếp cận nhiều khách hàng hơn, chúng ta phải gọi điện nhiều hơn, chúng ta phải nhìn tổ tham gia nhiều tổ chức doanh nhân hơn, đúng không ạ? Chúng ta phải gặp gỡ khách hàng nhiều hơn, chúng ta phải inbox nhắn tin cho khách hàng nhiều hơn, đúng không? Hello. Chạy quảng cáo nhiều hơn, làm SEO đi, làm Google đi. Làm AdWords đi, làm Facebook đi, làm YouTube đi. Gia tăng cái lượng khách hàng tiềm năng bằng cách là bạn phải gia tăng cái cách tiếp cận khách hàng. Và đương nhiên rồi bạn phải học cái cách để bạn gia tăng cái tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ mua hàng.
tỷ lệ mua hàng. Và cái phần này thầy sẽ nói cho các bạn rất kỹ trong cái chương trình 3 ngày này. Đó là thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để gia tăng cái lượng khách hàng tiềm năng. Và đương nhiên rằng rằng là khi bạn gia tăng cái lượng khách hàng tiềm năng cộng với cái gia tăng cái tỷ lệ mua hàng thì lượng khách hàng của bạn sẽ gia tăng. Và đấy chính là chiến lược đấy, đúng rồi. Trong cái mục tiêu của chúng ta thì có cái phần là chiến lược kinh doanh đấy. Thì Cường Cường nói đúng rồi đấy, đó chính là chiến lược đấy. Cách chiến lược để gia tăng. Và đây chính là chiến lược để gia tăng và chính là chiến lược kinh doanh đấy. Đúng không ạ? Khi bạn chưa thấy có nhiều khách hàng thì bạn rõ ràng là cái chiến lược kinh doanh của bạn có vấn đề rồi. Cái cách tiếp cận khách hàng của bạn có vấn đề rồi. Và lượng khách hàng nhân với số tiền mua trung bình trên một đơn hàng, vừa rồi thầy hỏi đấy, mấy triệu đấy, mấy chục triệu đấy, nhân với số lần khách hàng mua, số lần khách hàng người ta quay trở lại thì nó sẽ bằng doanh thu. Đây mới là đến doanh thu các bạn ơi. Hai cái này nhân với nhau chưa ra doanh thu được đâu. Nó phải nhân với số tiền mua trung bình và nhân với số lần mua thì nó sẽ bằng doanh thu. Vậy bạn muốn cải thiện cái doanh thu này thì bạn phải tác động vào tất cả những yếu tố màu đen lên trên này. Màu đỏ chỉ là hệ quả thôi. Màu đỏ chỉ là hệ quả mà thôi. Bạn nhớ nhỉ? Để thay đổi yếu tố màu đỏ thì bạn phải thay đổi các yếu tố màu đen. Và khi bạn thay đổi yếu tố màu đen thì hệ quả là yếu tố màu đỏ sẽ được thay đổi. Đúng không ạ? Và cuối cùng là doanh thu nhân với tỷ lệ lợi nhuận thì cuối cùng nó sẽ ra lợi nhuận. Và đúng là thầy nói là gì ạ? Có 5 yếu tố để cấu thành cái lợi nhuận của bạn. Bạn ghi vào vở cho tôi với ạ. Để thay đổi lợi nhuận thì bạn phải thay đổi 5 yếu tố màu đen ở bên trên. Chiến lược kinh doanh là nghĩa rộng, còn tiếp thị là một chiến lược của nó. Mình có thể nói như vậy cũng được. Nó có nhiều chiến lược kinh doanh thì tất cả những này là một chiến lược. Hello. Tất cả các bạn nắm được chưa? Cho tôi hỏi các bạn, công thức này các bạn đã nắm thật vững chưa? Đã thực sự hiểu được tất cả những tiêu chí này chưa? Bao nhiêu bạn thấy nó quá hay đi ạ? Bao nhiêu bạn thấy hiểu rất rõ công thức này rồi? Và bây giờ tôi phải thay đổi yếu tố màu gì? Màu đen. Các bạn có đồng ý công thức này quá hay không ạ? Và mình trước đây mình chưa có hiểu. Trước đây mình chưa có biết. Và đây là một chiến lược cực kỳ tuyệt vời. Những chiến lược quá tuyệt vời. Nhưng mà sách nó viết rồi đấy, có những nhiều cuốn sách viết rồi. Và tôi nhắc lại công thức này của Jay Abraham nha, Jay Abraham. Một trong những người hàng đầu trên thế giới về về marketing và bán hàng, Jay Abraham. Đây là một ví dụ để các bạn hiểu được. Đây là một ví dụ rất là chi tiết để bạn hiểu được. Các bạn ơi, bạn xem ví dụ nhé. Công thức này, ví dụ này. Bạn giả sử bạn có 5.000 khách hàng tiềm năng. Nào, bạn ghi đi. Chụp ảnh lại cũng được, bạn chụp ảnh lại. Tỷ lệ mua hàng là 10%. Thì lượng khách hàng của bạn là 500 khách hàng. Số tiền mua trung bình, thầy lấy ví dụ là 1 triệu. Trung bình đơn hàng là 1 triệu. Làm sao để biết được là trung bình một khách hàng là bao nhiêu? Dễ cực kỳ luôn. Nếu giả sử trong một tháng đi chẳng hạn, bạn sẽ tính tổng doanh số của bạn trên một tháng, bạn chia cho số lượng khách hàng ra cái số tiền mua trung bình thôi. Các bạn đồng ý không? Bạn lấy tổng doanh thu của một tháng, bạn chia cho số lượng khách hàng trong một tháng thì bạn ra là số tiền mua trung bình trên một tháng. Thôi. Đúng không ạ? Số lần khách hàng kém nhất là mình bán được cho họ một lần thì tổng doanh thu của bạn là 500 triệu. Và tỷ lệ lợi nhuận của bạn là 30% thì lợi nhuận của bạn là 150 triệu. Ở đây thầy lấy ví dụ là một cái người bán hàng trên Facebook ấy, có 5.000 người bạn ấy. Nha.
Thầy lấy ví dụ đơn giản như vậy là bạn có lợi nhuận là 150 triệu. Hello, lớp mình không thấy tương tác, có nghĩa là các bạn đang ghi à? Hay là các bạn đang chụp ảnh hay là gì đấy? Các bạn có nắm được không nhỉ? Ok. Rồi, tốt rồi. Thì ví dụ thứ hai bạn nhìn thấy rất là kinh khủng này. Cho tôi hỏi các bạn này, các bạn muốn tăng cái này lên gấp gấp 2, gấp nhiều lần không? Bây giờ thầy dạy các bạn cách tăng. Các bạn muốn muốn tăng không? Các bạn muốn học tăng không? Hello. Dễ lắm, bạn nhìn thấy một cái ví dụ kinh khủng này. Nào, bạn sẽ có một cái ví dụ thứ hai này. Tôi sẽ cho các bạn một ví dụ hai nhá. Nào, nếu bạn tăng mỗi thứ lên 10%, mỗi thứ môn 10% thì bạn nhìn sẽ có lượng khách hàng tiềm năng là 5.500, 5.500 khách hàng tiềm năng, tỷ lệ mua hàng là bao nhiêu ạ? Là thêm 11%, lên 11% là bao nhiêu? Có nghĩa là bạn sẽ có 605 khách hàng, 605 khách hàng rồi. Cái số tiền mua trung bình là tăng 10% là 1,1 triệu trên một đơn hàng. Số lần mua quay trở lại là trung bình là 1,1. Thì doanh thu của bạn tăng lên từ 500 triệu lên 732,5 triệu. Và giả sử lợi nhuận tăng lên 3% thì cái tổng số lợi nhuận của bạn là lên đến 241,57 triệu. Và có nghĩa là bạn sẽ tăng lên được tầm khoảng hơn 60%. Và bạn nhìn thấy không ạ? Chỉ có tăng mỗi thứ lên có 10% thôi, không nhiều đúng không ạ? Mỗi thứ có một chút thôi, bạn tăng những cái thứ màu đen lên thì hệ quả là màu đỏ sẽ tăng ngay lập tức. Vậy khi nhìn vào công thức này thì bạn phải biết được là bạn sẽ phải điều chỉnh những cái điều gì. Bạn phải điều chỉnh từng yếu tố một, bạn phải làm sao tăng khách hàng tiềm năng lên, tăng cái tỷ lệ mua hàng lên, tăng cái doanh thu trung bình, số lần mua quay trở lại và tỷ lệ lợi nhuận tăng lên. Tất cả những cái này đều có chiến lược hết các bạn ạ. Tất cả cái này đều có hàng nhiều trăm chiến lược để thay đổi tất cả những tiêu chí này. Hello, các bạn có nhìn thấy kinh khủng không ạ? Tăng lên 10% thì 61% đã được tăng lên về mặt lợi nhuận. Bao nhiêu bạn thấy kinh khủng không ạ? Bao nhiêu bạn thấy rất rõ công thức này rồi ạ? Rất hiểu công thức này rồi ạ? Và bạn thấy nó rất là kinh khủng mà. Và điều này các bạn thấy khó hay không khó ạ? Không khó, các bạn đồng ý với tôi không ạ? Chắc chắn không khó. Rất nhiều tiêu chí chúng ta có thể làm được gấp nhiều lần. Các bạn đồng ý với tôi không? Các bạn có biết iPhone không? Các bạn có biết Apple không? Tại sao Apple lại nó ra rất nhiều phiên bản? Và cứ ra phiên bản nào thì tín đồ của Apple lại mua phiên bản đấy. Vậy vòng đời một khách hàng của Apple thì sao ạ? Mua rất nhiều lần quay trở lại đúng không ạ? Apple rồi nó bán thêm phụ kiện để nó gia tăng cái gì ạ? Gia tăng cái số tiền mua trung bình trên một đơn hàng lên, nó gia tăng cái lượng khách hàng mua trung bình lên đúng không ạ? Cứ mỗi lần ra iPhone thì có những tín đồ lại mua iPhone mới, vậy khách hàng mua quay trở lại rất nhiều lần, hàng tỷ người, hàng triệu người, hàng trăm triệu người mua cái iPhone đúng không ạ? Hello, các bạn đồng ý với tôi không ạ? Bán thêm phụ kiện thì nó bán được thêm gì ạ? Bán được thêm giá trị trung bình trên một đơn hàng, bán thêm các phụ kiện khác. Bao nhiêu bạn hiểu những điều này ạ? Bao nhiêu hiểu hiểu những điều rất đơn giản như này ạ? Và bạn có vào siêu thị không ạ? Các bạn vào siêu thị không ạ? Các bạn có thấy rằng là khi mình thanh toán tiền ấy thì ở ngay cái cạnh cái chỗ mình thanh toán tiền thì rất nhiều các sản phẩm nó để bên cạnh đấy để mình có thể nhặt thêm. Hoặc bạn đi mua bia đấy, thì bên cạnh bia thì có rất nhiều những cái đồ để bán ăn kèm để cho bia, uống bia, ví dụ như là những cái đồ như là chúng ta có thể mua lạc ví dụ thế chẳng hạn, hay là mua những cái đậu phộng, hay là mua những cái gì ạ, những cái thức ăn mà liên quan đến cái bia đó để làm sao ạ? Người ta dễ nhặt hơn, bán cùng một thời điểm thì nhiều đơn hàng hơn. Hoặc bạn vào những cái đi uống đấy, đi uống nước ấy, đi uống nước ở những thương hiệu lớn thì người ta hỏi là gì ạ, bạn có cần kèm thêm, hay là bạn đi xem phim đi, bạn đi xem phim thì có cần mua thêm nước uống hay không, hay là mua thêm bỏng ngô hay không, tại sao lại có những kèm như vậy đúng không ạ? Để nó làm gia tăng cái giá trị trung bình trên một đơn hàng lên. Hello,
Bao nhiêu bạn đã hiểu rất rõ cái phần này hôm nay, nó rất là hay, mặc dù thầy chưa dạy cái gì cả mà chỉ là tư duy thôi và các công thức này thôi. Upsell đấy Thảo ơi, upsell đấy, đúng không? Bao nhiêu bạn hôm nay hiểu được điều này? Và tôi tin rằng có rất nhiều người có thể tăng được hàng trăm phần trăm khách hàng tiềm năng lên. Nếu bạn tăng cái một thằng đen này thôi, thằng trên cùng này 100% thì điều gì xảy ra? Đây mới có 10% thôi. Nếu bạn tăng được cái thứ bên trên cùng này 100% hoàn toàn tăng được không ạ? Bao nhiêu bạn có thể tăng được 100% cái lượng khách hàng tiềm năng ạ? Thì nó rất là kinh khủng đúng không ạ? Bạn tự tính được, không phải thầy nữa rồi. Các bạn về tính cho thầy đi, nếu giả sử mình tăng lên thành 10.000 khách hàng, các cái yếu tố khác không đổi thì làm thế nào? Bạn về tự thay đổi nhá. Bạn tự thay cho tôi là thì bây giờ tăng lên thành 10.000 khách hàng 100% thì làm thế nào? Ok. Các bạn tự tính được. Các bạn có thể tính được không? Và bây giờ các bạn đồng ý là chúng ta sẽ có giải lao được 5 phút đi vệ sinh đúng không? Chúng ta thay đổi trạng thái đi, không mỏi mệt quá đúng không? Chúng ta có đồng ý là 5 phút đi vệ sinh không nhỉ? Ok, bây giờ chúng ta đã có mấy giờ rồi? Bây giờ chúng ta là 21:48. Vậy 21:53 chúng ta quay lại nhỉ? Nào. 21:53 bắt đầu. Chúng ta quay trở lại. Chúng ta vệ sinh một tí đi. 21:53.
Ok, quay trở lại nhé. Chúng ta quay trở lại đi. Chúng ta vừa đi vệ sinh 5 phút. Anh dạy pha chế này mới vào à? Tôi vừa bảo mọi người đi dạy vệ sinh 5 phút mà. Hôm nay chúng ta học không nhiều không? Này, các bạn có muốn học đến 11 giờ không? Các bạn có muốn học đến 11 giờ không nhỉ? Không biết. Ba trăm hai mươi tám người thông đêm luôn á, ui rồi học đến bao giờ đây? Rồi học đến 11 giờ thôi, sáng mai tôi phải đi Hà Nội sớm, chúng ta học đến 11 giờ nhé. Mai tôi đi Hà Nội xong là tối mai tôi để dạy các bạn. Các bạn chú ý nha. À bây giờ các bạn muốn nhận quà của tôi không nhỉ? Các bạn muốn nhận quà tài liệu không? Nhận tài liệu không? Các bạn, bao nhiêu bạn muốn nhận tài liệu này ạ? Bao nhiêu bạn muốn nhận tài liệu? Các bạn làm việc này đi. Nào bây giờ bạn làm việc này rất là nhanh đây, để chúng ta sau này tôi sẽ gửi hết tài liệu vào 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 đây cho các bạn. Tôi gửi tài liệu vào bạn. Bạn vào thầylam.gr8.com. Bạn vào Google, vào Chrome ấy. Bạn vào trang web này, bạn đăng ký, bạn điền form vào đi. Tôi sẽ gửi tài liệu cho bạn. Cứ đăng ký đi đã, tôi gửi sau. Bạn cứ đăng ký và bạn vào mở mail check lên nhá. Bạn sẽ mở email xong sau khi đăng ký xong. Mở email để check, để xác thực. Xác thực mới nhận được tài liệu nhá. Tài liệu tôi sẽ gửi sau. Sau buổi ngày hôm nay ai đăng ký vào đây thì tôi gửi video vào nhá. Các bạn đồng ý tôi sẽ gửi video vào đây không? Bao nhiêu bạn muốn học video thì tôi sẽ gửi vào đây luôn để học lại. thầylam.gr8.com. Sau buổi ngày hôm nay thì tôi sẽ gửi video vào đây. Đây bạn đăng ký vào đây, bạn sẽ chọn Việt Nam, kéo xuống dưới cùng ấy. Bạn gõ tên này, gõ email vào. Sau đó bạn mở mở email lên, bạn sẽ chọn Việt Nam ở cuối cuối này này, Việt Nam, nhập số điện thoại vào, nhập tên vào, nhập email vào. Sau đó mở email lên xác thực đi. Sau ngày hôm nay thì tôi sẽ gửi tài liệu vào. Đừng nhập vào đây, bạn đừng gõ email vào đây, gõ vào cái form này này. thầylam.gr8.com nhập vào đây nhé, bạn đừng nhập email vào đây làm gì. Đừng 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 đừng. Đừng nhập mail vào đây nhá, đừng nhập mail vào trần chat này. Bao nhiêu bạn làm xong rồi comment đi. Bao nhiêu bạn làm xong rồi? Bao nhiêu bạn đã xác thực được mail rồi? Mở mail xác thực đi, đăng ký đi. Thật nhanh. Sau ngày hôm nay tôi gửi. Ok, comment đã xong. Done. thầylam.gr8.com. Tôi có đúng 1 phút nữa là dành cho các bạn việc này nhé, 1 phút nữa. Mail xác thực nếu mà không nhận được có thể kiểm tra trong phần quảng cáo hoặc spam nhé. Nếu không nhận được mail xác thực tìm tìm trong spam hoặc là trong một quảng cáo xem có không. Nhập xong phải mở mail lên. Nhập xong phải mở email lên. Mở email lên để xác thực, ấn vào đường link bên trong mail ấy, ấn vào link bên trong mail để xác thực. Lịch học của chúng ta nhé, lịch học đó là tối thứ bảy, chủ nhật,
Và thứ hai, 3 buổi free luôn. Từ 20 giờ đến 23 giờ. Các bạn nhớ nha, các bạn có mặt đầy đủ nha, không bỏ cuộc thì các bạn mới nhận được giá trị đầy đủ. Thế còn nếu bạn mà nghỉ giữa chừng thì tôi không có chịu trách nhiệm nha. Chương trình này là chương trình mà tôi thiết kế rất là hay để dành cho tất cả các bạn. Rất là nhiều kiến thức tuyệt vời. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học cái cách thì trong cái công thức này đấy thì thầy Lam sẽ giúp các bạn làm rất là tốt cái phần này. Thế còn các cái chiến lược khác như tăng tỷ lệ lợi nhuận, tăng số lần mua, tăng số tiền mua, tăng tỷ lệ mua hàng. Các chiến lược này nếu các bạn có duyên tham gia các chương trình chuyên sâu của tôi về sau thì tôi sẽ đào tạo cho các bạn các chiến lược và các cách làm. Thế còn xin phép là cái chương trình miễn phí thì tôi dạy các bạn một cách thôi. Đó là lượng khách hàng tiềm năng. Các bạn đồng ý không ạ? Miễn phí thì học được một thứ thôi chứ. Hello. Bao nhiêu bạn đồng ý là chúng ta sẽ học cái cách làm sao để gia tăng lượng khách hàng tiềm năng, và đây là cái phần mà rất quan trọng để làm sao bạn gia tăng khách hàng lên, thì tôi dạy các bạn phần này. Đồng ý không ạ? Thì dạy các bạn một cách đó là làm sao để gia tăng khách hàng tiềm năng lên. Thầy dạy các bạn những kỹ thuật và những tư duy để làm việc này. Đương nhiên là áp dụng, chúng ta áp dụng khách hàng tiềm năng là online nha, thầy nhắc lại nha. Đó là chúng ta sẽ tập trung vào làm online. Hello các bạn. Các bạn tương tác với tôi đi. Các bạn có đúng là bây giờ thầy sẽ dạy các bạn phần này, các bạn đồng ý không nhỉ? Hello. Bây giờ mới là vào phần chính của chúng ta đây này. Bây giờ tập trung vào phần chính của chúng ta đây. Thầy giúp các bạn một trong 5 yếu tố Fireway, 5 yếu tố thì thầy dạy các bạn rất tốt cái phần này. Vì phần này là thầy rất mạnh. Là tại sao mà rất nhiều anh chị trong Action Coach thì những người lâu đời rồi nhưng mà người ta đều đang mời tôi để tôi chia sẻ phần này. Vì phần này là tôi mạnh nhất. Thế còn các anh chị khác thì các anh chị có lý thuyết thôi nhưng các anh chị lại không làm được phần này. Hay là chưa làm được phần này tốt thì tôi là phần cực kỳ mạnh phần này. Thế đấy là lý do tại sao mà tôi bảo các bạn là các bạn sẽ tập trung trong 3 ngày với tôi và tôi dạy các bạn các chiến lược thực tiễn để các bạn làm được. Làm từ người, học từ người thực tiễn luôn. Rồi. Thế thì điều đầu tiên rất là quan trọng. Các bạn phải hiểu được khách hàng tiềm năng online, khách hàng online. Tôi cứ nói online nhá, tập trung online nhá. Thì có những nhóm đối tượng nào? Thì thầy ghi các bạn ghi này, có 2 nhóm đối tượng online. Có 2 nhóm đối tượng khách hàng online. Ghi đi. Có 2 nhóm đối tượng khách hàng online. Nhóm đối tượng thứ nhất đó là nhóm khách hàng động. Mình nói bị trước đi, bị động. Nhóm khách hàng này là nhóm khách hàng bị động. Đây là nhóm đông đảo nhất, gần như là mọi người đều là thuộc nhóm này. Tất cả mọi người online, tất cả người dùng internet, cứ có internet thì tất cả mọi người thuộc cái nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng. Cái nhóm này không phải là nhóm khách hàng mà nhóm người ta gọi là nhóm khách hàng tiềm năng nha. Mục tiêu đấy, khách hàng mục tiêu đấy. Hay là khách hàng tiềm năng đấy, nhóm gọi là nhóm khách hàng mục tiêu đấy. Đây, trong công thức này này, trong công thức này ấy, nó chính là lượng khách hàng tiềm năng ấy. Khách hàng tiềm năng. Ghi đi. Khách hàng tiềm năng. Nó chưa là khách hàng đâu. Có 2 nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng. Thì thứ nhất là nhóm khách hàng tiềm năng hay là mục tiêu cũng được, hay là tiềm năng. Mà nó thuộc dạng là bị động. Và cái loại người thứ hai thì đây là tất cả những người mà internet, tất cả những người dùng internet. Cái nhóm khách hàng tiềm năng thứ hai đấy. Nhóm thứ hai đó là nhóm khách hàng tiềm năng chủ động. Đây là đối tượng mà đang có sẵn khát khao rồi, đang đói khát
đang cần giải pháp, đang cần tư vấn, đang béo phì thì cần giảm béo, đang làm xây nhà thì cần nội thất, cần rèm cửa, đang in đang đang cần mở công ty thì in ấn, in card visit, in logo, in tờ gấp, đang cần làm website đúng không ạ? Đấy. Bán bảo hiểm thì làm sao ạ? Đang họ đang cần khách hàng đúng không ạ? Họ cần phải marketing đúng không ạ? Vân vân. Nếu mà bạn bị hỏng cửa cuốn thì cần sửa cửa cuốn. Bạn đang bị mụn thì cần chữa mụn, trị mụn, đang bị trĩ thì đi chữa bị trĩ vân vân. Thế thì tất cả những nhóm khách hàng này đang đói khát, đang khát khao, đang cần có giải pháp đúng không ạ? Họ cần giải pháp và họ rất là cấp bách. Cấp bách. Và cho thầy Lam hỏi đối tượng này tỷ lệ chuyển đổi thì có tốt không ạ? Đối tượng này tỷ lệ chuyển đổi có quan trọng không? Tỷ lệ chuyển đổi thì sao? Rất cao. Thế còn đối tượng bị động thì sao? Đối tượng bị động liệu có chuyển đổi hay không? Đối tượng này liệu là bán cái gì cũng được hay là sao? Thì rõ ràng là đối tượng này chúng ta phải có những cái nội dung quảng cáo, những cái thông điệp truyền thông, những cái kịch bản, những cái thông điệp bán hàng, những cái hình ảnh, những cái nội dung viết bài phải thực sự là hấp dẫn. Những cái sản phẩm phải ở mức vừa phải, không không quá cao thì hoàn toàn chúng ta vẫn có thể tiếp cận được nhóm khách hàng người ta chưa có sẵn nhu cầu. Nhưng mà người ta vẫn quyết định làm sao? Vẫn có quyết định, vẫn có thể bán được hàng. Vẫn có thể chúng ta có thể bán được hàng. Vẫn có thể có những chuyển đổi. Bán được hàng. Đương nhiên là chúng ta phải có những cái thông điệp bán hàng, những cái nội dung, những cái hình ảnh, những cái video, những cái lời chào hàng đủ hấp dẫn thì vẫn có một cái tỷ lệ chuyển đổi. Tuy nhiên nó không thể cao bằng cái nhóm khách hàng chủ động được. Hello, các bạn đang đang theo dõi chứ? Ok, các bạn vẫn đang theo dõi chứ đúng không? Rồi, cái chat này nó đang rất nhiều cặp chat. Vậy thì sao ạ? Vậy thì sao? Cái nhóm khách hàng tiềm năng, cái loại thứ nhất đây này, cái loại mà người ta bị động như này, thế nào lại bị động, thế nào lại bị động online là đó là người ta lướt web thì sẽ nhìn thấy banner quảng cáo, nhìn thấy quảng cáo, người ta vào Facebook thì người ta nhìn thấy được tài trợ, nhìn thấy quảng cáo được tài trợ đúng không ạ? Người ta sao ạ? Người ta vào Facebook cá nhân thì người ta nhìn thấy trên bảng tin những cái tin bán hàng của những người bạn bè, bảng tin thấy được cái nội dung bán hàng của bạn bè. Người ta vào các group, các fanpage, người ta đều có thể nhìn nhìn thấy những cái thông điệp đó. Người ta không cố tình người ta tìm nhưng người ta vẫn đập vào mắt người ta, đúng không ạ? Ok. Người ta xem YouTube thì tự nhiên có quảng cáo video xuất hiện những cái banner quảng cáo xuất hiện vân vân. Người ta xem TikTok thì thấy quảng cáo xuất hiện, vào Zalo cũng thấy. Tóm lại người ta đi đâu, người ta lướt web, người ta vào Facebook, người ta xem YouTube, người ta mở email, người ta bị đúng không ạ? Thậm chí là mở email là đều những thông điệp quảng cáo. Và bạn thấy rằng là gì ạ? Tại sao tôi hay nói là phải marketing đa kênh? Bởi vì khách hàng ở đâu? Các bạn có nhớ cái slide lúc trước không nhỉ? Khách hàng ở đâu thì bạn phải xuất hiện ở đó. Kể cả là bị động, kể cả là chủ động, bạn phải xuất hiện ở tất cả những nơi khách hàng người ta có. Và như vậy thì chúng ta sẽ bán được hàng. Chắc chắn sẽ có một tỷ lệ nhất định, một chuyển đổi nhất định. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có những cái chiến lược, những cái cách thức làm để tiếp cận cái đối tượng khách hàng bị động này. Bị động. Và thường cái cách tiếp cận đối tượng khách hàng bị động mà khách hàng chúng ta hay sử dụng nhiều nhất đó là quảng cáo. Chúng ta cách tốt nhất để tiếp cận cái lượng khách hàng bị động đó là gì ạ? Chúng ta chạy quảng cáo. Tại sao phải có những chương trình như là học quảng cáo Google Ads, Google Ads, rồi chạy quảng cáo Facebook Ads, TikTok Ads,
đúng không ạ? YouTube, quảng cáo trên YouTube cũng là thuộc dạng Google Ads thôi, vân vân. Zalo, tất cả những kênh này để giúp chúng ta tiếp cận tốt nhất cái lượng khách hàng, và đó là khách hàng có thể là bị động. Tôi nhắc lại, khách hàng bị động là khách hàng người ta chưa có nhu cầu, và nhờ có những cái thông điệp quảng cáo, những cái thông điệp bán hàng đủ hay, đủ kích thích thì chúng ta có cái lượng khách hàng, người ta có 1% tỷ lệ chuyển đổi nhất định. Và trong cái nội dung chương trình này thì tôi cũng sẽ chia sẻ cho bạn một số cái cách để chúng ta tiếp cận cái lượng khách hàng này. Nhưng cái phần mà nhiều nhất mà thầy Lam giỏi nhất và phần thầy Lam làm nhiều nhất và cũng giúp các bạn trong cái nội dung 3 ngày này, đó chính là thầy giúp các bạn những cái cách để mình tiếp cận cái đối tượng khách hàng, nhóm khách hàng quan trọng nhất, đó là nhóm khách hàng có tên là gì? Nhóm đối tượng số 2 đấy, đó là nhóm khách hàng chủ động. Họ đang đói khát, họ đang khát khao, họ cần giải pháp. Thế thì họ có một hành vi gì ạ? Tất cả cái nhóm khách hàng khát khao đói khát này, họ sẽ có hành vi. Hành vi là gì ạ? Hành vi search, hay người ta gọi là tìm kiếm. Tất cả mọi người đều có cái hành vi này các bạn ạ. Hành vi tìm kiếm trên môi trường online. Trên môi trường online, họ có hành vi tìm các bạn ạ. Tìm kiếm. Ok. Họ lên Google, họ search từ khóa. Họ lên YouTube, họ tìm từ khóa. Thậm chí họ tìm trên cả fanpage, trên cả Facebook cá nhân, họ cũng có thể tìm được theo từ khóa. Vậy thì khi họ tìm thì nhiệm vụ của các bạn phải biết cách làm sao mà chúng ta phải đứng đầu kết quả tìm kiếm ấy. Và có một cái tỷ lệ người ta đã thống kê đấy, đó là tỷ lệ CTR. Tỷ lệ CTR là tỷ lệ click. Tỷ lệ click thì có một cái thống kê rất là bất ngờ, đó là gì ạ? Có đến 60-70%, từ 60-70% cái lượng khách hàng người ta tìm kiếm đấy, người ta sẽ click vào cái người tìm đấy. Cứ 100 người tìm thì còn tầm 60 người tìm, người ta sẽ click vào vị trí, các vị trí đầu tiên. Và thường là top 3 vị trí đầu tiên sẽ được kích vào gần như là chiếm đến phần lớn. Và đương nhiên là top 1 sẽ là ở vị trí là người ta tìm nhiều nhất. Sau đó mới đến top 2 và top 3. Đúng không ạ? Và đây là cái phần mà thầy Lam rất là mạnh, đó là thầy dạy các bạn học cái cách SEO để lên top Google. Thầy dạy về các bạn SEO website để top Google, đúng không ạ? Thầy dạy các bạn SEO về YouTube để lên top YouTube. Đúng không ạ? Những cái này là cái thầy rất là mạnh, và trong cái nội dung 3 ngày này thì thầy sẽ chia sẻ các bạn nhiều. Là cái thứ có tên là miễn. Và tại sao thầy nào bảo các bạn phải cài cái phần mềm để mà cài Filmora đấy, Filmora 9 ấy, chẳng hạn. Đúng không ạ? Làm sao để làm được video, tự làm được video. Đúng không ạ? Và thầy, tại sao thầy hỏi là có bao nhiêu người trong lớp mình đã có website rồi? Có website chưa? Và chưa có thì chuẩn bị phải có đi. Phải có đi. Đúng không ạ? Và phải có thì làm cách nào để có được? Thì thầy là cứ học đi, thầy làm sẽ hướng dẫn. Làm cách nào để có. Hello, bao nhiêu bạn thấy chương trình của thầy nó đang là rất là logic, và các bạn sẽ học được những điều này ạ. Hello các bạn. Đấy, các bạn thấy chương trình mà tôi chia sẻ các bạn nó cực kỳ logic, nó liên quan đến đúng những cái thứ mà tôi làm. Và tôi muốn các bạn phải làm được điều này. Tôi muốn các bạn phải làm tốt điều này. Và đương nhiên là 3 cái ngày này nó chưa đủ được. Các bạn sau này các bạn có thể tham gia những chương trình nâng cao của thầy nhiều hơn với số phí rất ít. Bao nhiêu bạn muốn tham gia những chương trình chuyên sâu của thầy mà phí rất thấp ấy? Có thể nói là và thầy muốn giúp cho tất cả các bạn. Chương trình nghỉ 3 ngày này đã. Thế còn chương trình nâng cao thì chúng ta phải tính sau. Đồng ý không nhỉ? Các bạn đồng ý không nhỉ?
Các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Ok, mạng vẫn vào được chứ hả? Vẫn đang thấy chứ, các bạn vẫn thấy thầy chứ hả? Các bạn có thấy không? Vẫn có thấy chứ đúng không? Ok, các bạn tắt webcam đi để cho nó mạng nó tốt hơn. Tắt webcam đi. Các bạn tắt hết webcam đồng ý không? Cho thầy Lam hỏi là các bạn tắt hết webcam được không nhỉ? Nhá, ok. Các bạn phải tắt webcam đi. Có thể đông người quá nó có vấn đề. Các bạn tắt webcam giúp thầy đi. Chỉ một mình thầy thôi. Ok. Vậy thì phần đầu tiên thầy muốn các bạn phải đánh vào đối tượng khách hàng chủ động trước, các bạn ghi đi. Cách tiếp cận khách hàng chủ động. Cách tiếp cận khách hàng chủ động. Phần này quan trọng. Phần này bắt đầu quan trọng rồi đấy. Cách tiếp cận khách hàng chủ động. Thì phần đầu tiên trong rất nhiều các phần thì thầy dạy các bạn phần thứ nhất đó là module 1, đó là phần SEO. SEO. Và đương nhiên là trong một buổi, hai buổi, ba buổi mà thầy hướng dẫn các bạn cả phần SEO và phần làm YouTube thì đương nhiên là nó không thể sâu được đâu, nhưng cơ bản là bạn sẽ có được những cái nền tảng cực kỳ quan trọng. Và phần đầu tiên thầy sẽ chia sẻ các bạn là SEO làm sao lại phải làm SEO và SEO thì mình sẽ làm như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ học về tư duy và ngày mai chúng ta tiếp tục về phần SEO và học về phần YouTube nha. Và buổi cuối có thể thầy chia sẻ thêm về phần landing page, thiết kế được landing page, các bạn có muốn học nhỉ? Đấy, tự thiết kế được landing page, đồng ý không nhỉ? Ok, làm landing page để mà làm quảng cáo nha, quảng cáo Google. Vậy SEO là gì? SEO là gì? Bạn ghi đi. SEO là các kỹ thuật tối ưu hóa các cái trang web trong website của bạn để làm sao mà nó lên top nhiều nhất có thể, các cái trang đó đúng không ạ? Các trang web đó nó lên top nhiều nhất có thể. Các trang web lên top nhiều nhất có thể. Ok. Và các cái kỹ thuật tối ưu hóa này thì mình tối ưu hóa những cái gì? Thì ngày hôm nay và ngày mai thầy sẽ dạy các bạn các cái tư duy quan trọng nhất để tối ưu hóa nó. Và đây là cái thứ mà có thể nói là thầy mạnh nhất, thầy giỏi nhất và thành công nhiều nhất, học viên cũng rộng rãi nhất, ứng dụng thành công nhất, nhiều nhất. Và thầy bản thân cũng là người có kinh nghiệm dạy gần 10 năm nay về cái mảng này rồi. Và bằng chứng chính là những cái kênh YouTube, bằng chứng là những cái website mà thầy làm cho khách hàng và cho những cái đơn vị học viên và đơn vị khác. Vậy để hiểu về SEO ấy, thì các bạn sẽ xem thầy Nam đây, ví dụ đây, các bạn vào Google các bạn sẽ search những từ khóa như là gì ạ? Ống nhựa HDPE chẳng hạn. Thì các bạn nhìn thấy là những cái trang web là Bích Vân nó đang đứng số 1, số 2 đây này, các bạn nhìn thấy không? Bích Vân nó đứng số 1, số 2 đây này. Bạn thấy không? Nào, khi bạn gõ từ ống nhựa HDPE chẳng hạn. Những từ khóa rất hot trong ngành ống nhựa. Nha, HDPE là một cái ngành nhựa. Thì hiện nay Bích Vân nó đang đứng số 1, số 2 này thì đây là hai cái website mà thầy công ty thầy làm và thầy hỗ trợ SEO từ cái lúc đầu tiên là 2010 12 13 là thầy đã làm giúp rồi. Nha, đây là website mà thầy làm SEO, còn quảng cáo là bên nhựa Tân Long là người ta quảng cáo này. Thằng này người ta gọi là quảng cáo Google Ads. Vị trí có chữ AD đây này là nó bên trên của SEO, còn SEO là vị trí bên dưới này. Đây thầy ví dụ cho các bạn nha. Các bạn có thể gõ từ khóa như ống nhựa UPVC chẳng hạn. Thì các bạn nhìn thấy Bích Vân vẫn đứng số 1 nha. Bạn thấy không? Ống nhựa UPVC HDPE vân vân. Thì cái website này được biết đến số 1. Vậy thì rõ ràng là
khách hàng người ta đang cần tìm về ống nhựa HDPE, thì kết quả bạn làm được bích vân nó lên số 1 như vậy thì bạn phải làm gì ạ? Bạn phải làm sale thì nó mới lên được, đúng không ạ? Đương nhiên là học thầy xong thì bạn cần cả làm Google Ads và cả sale thì càng tốt, nhưng hôm nay thầy chỉ nói về về sale thôi. Thế còn sau này thầy dạy chiến lược là gì ạ? Vừa Google Ads vừa, vừa sale thì bạn có cả ở top trên Google Ads và top sale, đúng không nhỉ? Ở trên kết quả này thì bạn nhìn cái thằng bên trên này này, thằng khi thầy gõ từ khóa này thì thằng nhựa Tân Long đây này, nó đang quảng cáo, bạn nhìn nó quảng cáo không? Vậy quảng cáo này phải trả phí, còn sale thì không phải trả phí. Khi khách hàng người ta click vào vị trí của Bích Vân đây này thì không phải trả phí, còn khi người ta click vào vị trí của thằng Tân Long này này thì thằng Tân Long này phải trả phí cho Google. Vậy có vậy sale thì không phải trả phí, thế còn Google Ads thì phải trả phí, đúng không ạ? Bạn phải hiểu được các vị trí của sale và Google Ads. Rồi thế thì lời khuyên thì bạn nên làm sale hay là lên Google Ads? Bạn nên làm cả hai, nên làm cả hai để có nhiều vị trí trên Google, có nhiều vị trí trên Google. Khách hàng người ta không kích vào vị trí của Ads thì người ta có thể kích vào vị trí của sale, bởi vì thầy vừa nói rồi, Google Ads nằm bên trên, người ta không kích vào thằng này thì người ta kéo xuống người ta vẫn kích vào thằng này, và như vậy thì rõ ràng là cái tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ khách hàng click CTR đấy, tỷ lệ click vào cái website của bạn nó rất là cao, rất cao. Và thầy khuyên các bạn này nên làm cả hai. Và chiến lược sale là chiến lược áp dụng cho dài hạn hay ngắn hạn, các bạn biết không? Áp dụng cho chiến lược này là chiến lược cho dài gì? Dài hạn các bạn ạ. Chiến lược này là chiến lược làm cả đời. Bạn có thể để lại di sản cho con mình, di sản cho con cháu mình, cho con mình. Bạn làm một lần và bạn dùng cả đời. Và chiến lược này là chiến lược cực kỳ là bền vững, bền vững. Và chi phí thì rất là rẻ, bởi vì mình tự có thể làm được, tự làm được. Ok, chiến lược này rất là quan trọng. Thế còn chiến lược quảng cáo Google Ads, Google Ads thì nó sẽ áp dụng cho cả ngắn hạn, ngắn hạn là chính, đúng không ạ? Và có thể áp dụng cho chiến lược dài hạn, nếu chúng ta có điều kiện chúng ta có thể chạy dài hạn được, nhưng tập trung nhiều nhất là Google Ads. Google Ads là nó áp dụng cho chiến lược ngắn hạn là chính. Nhiều bạn nói là gì, em làm top, lên top nhưng mà chưa lên, đúng không? Rõ ràng là chúng ta chưa có kỹ thuật đủ, chưa đủ kiến thức để làm. Và với tôi thì phần SEO này là phần rất là quan trọng. Đương nhiên là bạn sẽ trong 3 ngày này thì thầy dạy các bạn những chiến lược khác nữa, nhưng đây là một chiến lược có thể nói là đánh vào đối tượng khách hàng là gì? Chủ động các bạn ạ. Các bạn ghi đi, sale là tiếp cận khách hàng chủ động. Và sale giúp chúng ta đánh vào chiến lược là gì? Chiến lược dài hạn. Nếu bạn nào mà ăn sổi thì chúng ta không thể áp dụng chiến lược sale để ăn sổi được đâu. Bởi vì chiến lược sale là chiến lược mà không thể ngày 1, ngày 2 nó lên top ngay được để chúng ta bán hàng. Đương nhiên là có những cái từ khóa mà độ cạnh tranh thấp, những từ khóa ngách thực sự thì chúng ta có thể làm trong thời gian rất là ngắn. Nhưng cơ bản là các cái từ khóa thông thường là độ cạnh tranh rất là cao. Và như vậy thì chúng ta sẽ không áp dụng được chiến lược này cho chiến lược dài hạn đâu. Rồi. Vậy thì cái điều đầu tiên để chúng ta học về Google Ads ấy, đó là phần 1.1. Đó là chúng ta phải biết cách nghiên cứu từ khóa. Phần này học xong phần này chúng ta sẽ nghỉ. Đó là nghiên cứu từ khóa, ghi đi ạ. Chiến lược nghiên cứu từ khóa trong SEO. Chiến lược đầu tiên chúng ta học SEO đó là chiến lược nghiên cứu từ khóa. Đây là chiến lược quan trọng trong SEO 1.1. Ok, chiến lược nghiên cứu từ khóa. Chúng ta có kịp không? Ok, càng ngày chúng ta lại càng về khuya rồi đấy. Và các bạn có kịp không? Cho tôi hỏi các anh chị, bao nhiêu chị hào hứng về cái chủ đề này ạ? Các anh chị có hào hứng về chủ đề này không ạ? Hello? Các bạn có thích cái chủ đề này không ạ? Vì đây là cái chủ đề mà thầy rất là mạnh. Và cái chủ đề này nó giúp các bạn có khách hàng tiềm năng,
và bền vững và lâu dài, và nó rất là hiệu quả trong chiến lược dài hạn. Bạn phải biết đâu là chiến lược ngắn hạn, đâu là chiến lược dài hạn và đâu là chiến lược hiệu quả nhất cho bạn. Ok. Và đây là cái thứ mà thầy mạnh nhất. Đây là cái thứ mà thầy mạnh nhất. Và người ta hay nhắc thầy Lam là người ta nhắc đến SEO. Người ta nhắc đến SEO, đến thầy Lam là người ta nhắc đến SEO. Nhỉ? Và thầy cảm ơn, bây giờ vẫn còn bao nhiêu ạ? Vẫn còn 309 người. Đương nhiên là thời điểm này là thời điểm mà những người nào mà phải cho con đi ngủ là các bạn phải phải đi ngủ trước rồi, không sao cả. Đấy, chúng ta phải thầy sẽ phải gửi lại video nha. Em không kịp ghi hả em? Đây, em chụp đi, em chụp màn hình đi. Thầy dạy tất cả những chiến lược này thực tiễn nhất nha. Các bạn ơi, thầy dạy chiến lược này rất là thực tiễn đấy, các bạn chụp lại đi hoặc là các bạn xem lại. Nha. Các bạn nha, thầy dạy cực kỳ là thầy không dạy quá là phức tạp, thầy dạy rất là đơn giản để các bạn có thể làm được. Nha. Vậy chiến lược đầu tiên đó là chiến lược số 1.1 là nghiên cứu từ khóa. Chiến lược này rất là quan trọng. SEO nó sẽ có mấy cái phần chính, đây là một trong những phần quan trọng nhất. Bạn phải biết chiến lược nghiên cứu từ khóa. Ok. Các bạn đăng ký vào form thì tôi sẽ gửi các bạn video. Các bạn đăng ký vào form chưa thì tôi sẽ gửi các bạn video nhá. thầylam.gr8.com nhá. Tôi sẽ gửi vào thầylam.gr8.com. Đây sẽ gửi cho nhóm lớp chúng ta, gửi cho chúng ta. Các bạn chịu xem nhá. Ok. Rồi. Chiến lược nghiên cứu thứ nhất, A nhỏ bạn ghi đi, đó là sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa. Cái này rất quan trọng này, các công cụ nghiên cứu từ khóa. Chiến lược thứ nhất là A nhỏ là dùng các công cụ nghiên cứu từ khóa. Tại sao phải nghiên cứu từ khóa thì bạn biết rằng là gì ạ? Việc nghiên cứu từ khóa, tại sao phải nghiên cứu từ khóa? Bởi vì các bạn nghĩ ra theo cái ngành của bạn ấy, bạn kinh doanh ngành nào thì bạn chỉ nghĩ được một ít từ khóa thôi, bạn không thể nghĩ được, tự bạn không thể nghĩ được hết các cái từ khóa đâu. Lý do là gì ạ? Lý do là bạn nghĩ theo cái cách mà bạn nghĩ thì nó không giống như cách người khác nghĩ. Có hàng triệu người mà, hàng triệu người. Hàng triệu người. Thì người ta sẽ nghĩ ra hàng triệu cách khác nhau, có hàng hàng vạn cách khác nhau. Vậy thì nếu mà mình nghĩ theo cách mình nghĩ thì bạn sẽ bị bỏ sót. Bạn không nghiên cứu từ khóa thì bạn sẽ bị bỏ sót rất nhiều từ khóa. Bỏ sót từ khóa rất nhiều. Hoặc là bạn làm sale bị sai cái mục tiêu. Đúng không ạ? Lý do là như vậy. Vậy thì sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa nào để chúng ta có thể nghiên cứu được tất cả những từ khóa mà chúng ta cần? Thì công cụ đầu tiên mà tôi muốn hướng dẫn các bạn đó là công cụ có tên là cực kỳ hay, đó là công cụ số 1. Đó là keywordtool.io. Công cụ này nó có hai phiên bản là free là dùng thử ấy, nó cho mình dùng thử, tuy nhiên rằng là nó có hạn chế là không hiển thị được đầy đủ, không hiển thị đầy đủ. Cái công cụ này nó có bản thứ hai là trả phí, nó khá đắt đấy, của nước ngoài, cái này của nước ngoài. Tuy nhiên là sau này thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mua dùng chung giá rẻ. Thì ai quan tâm cái phần này thì thầy nói sau, thì các bạn sẽ liên hệ với thầy để các bạn sẽ được mua cái công cụ này dùng chung giá rẻ cùng với công cụ nữa là Ahrefs nha, cùng với Ahrefs Ahrefs để phân tích đối thủ, cái này phân tích backlink của đối thủ và phân tích từ khóa của đối thủ, rất là đắt. Hai công cụ này rất là đắt luôn, nếu mà bạn mua riêng lẻ đắt lắm. Thì nhớ này, thầy có cái phần là gì, dùng chung tài khoản, dùng chung rất rẻ, rẻ, thì liên hệ thầy sau. Bây giờ cái phần này tính sau nhá. Bây giờ trước hết là bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn dùng cái bản trả phí, bản miễn phí và bản trả phí nó khác nhau ở đâu.
Bây giờ thầy sẽ phân tích luôn cho các bạn. Bây giờ giả sử thầy sẽ phân tích ngành có tên là ngành, thầy rất thích cái ngành ngành két sắt đi. Ví dụ ngành két sắt chẳng hạn. Thì làm sao mà bây giờ tôi nghĩ được các cái từ khóa két sắt, giả sử tôi nghĩ thì tôi nghĩ được một vài từ thôi. Thậm chí tôi nghĩ được vài từ liên quan đến ngành két sắt này, tôi bán két sắt đúng không? Nên tôi nghĩ được một vài từ. Tuy nhiên, giả sử bạn là người mới tinh ở trong nghề này, bạn cũng không hiểu được nhiều về ngành két sắt thì bạn cũng đừng có lo lắng. Thầy sẽ gợi ý cho bạn rất nhiều từ khóa liên quan đến ngành két sắt mà chỉ việc dùng công cụ thôi nó sẽ phân tích được. Tương tự như vậy, bạn làm ngành rèm cửa thì nó sẽ phân tích được các từ khóa ngành rèm cửa, ngành về bất động sản, ngành về du lịch, ngành về ô tô, bán ô tô này, bán các loại xe, ví dụ xe Ford này đúng không, bán xe Ford. Đấy, ví dụ như vậy, nó nghiên cứu được tất cả những từ khóa liên quan đến bất kể ngành nghề nào, với rèm cửa hay là nội thất hay là xây dựng hay là khách sạn hay là nhà hàng, bất kỳ ngành nghề nào, bạn chỉ việc gõ những từ khóa của bạn vào và nó sẽ tìm cho. Và bây giờ thầy, các bạn xem thầy làm nhá. Nào, bước 1, chúng ta sẽ vào mục keywordtool.io. Chúng ta sẽ nhập cái từ khóa trên Google vào đây. Còn nếu mà ai SEO trên YouTube ấy, thì bạn sẽ lựa chọn là YouTube để bạn tìm những từ khóa liên quan đến ngành này trong ngành YouTube, trên YouTube. Còn bạn làm web thì bạn sẽ chọn cho thầy là Google. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhập cái từ khóa của bạn vào đây. Ví dụ như là bạn sẽ nhập là két sắt chẳng hạn, thì nó sẽ tìm cho mình những từ khóa liên quan đến két sắt. Đây là bản miễn phí, bạn làm luôn đi ạ. Các bạn làm luôn giúp thầy đi ạ. Nếu là bản miễn phí thì bạn sẽ tìm được những từ khóa liên quan đến ngành két sắt. Và bây giờ các bạn nhìn thấy bên dưới, nó sẽ ẩn đi rất nhiều các cái cột search volume này, rồi cột quan trọng này, cột lượt tìm trên một tháng này, là nó chỉ gợi ý cho mình được vài từ đầu tiên thôi. Thế còn những từ khác là nó ẩn đi hết, bởi vì đây là bản miễn phí. Nhưng ít nhiều thì bạn tìm được cho mình là các cái bộ từ khóa liên quan đến từ khóa két sắt, như két sắt mini có 18.000 người tìm. Bạn thấy không ạ? Hello, cái này là két sắt hòa phát, két sắt điện tử, két sắt giá rẻ. Và bạn chỉ tìm được một vài từ gợi ý thôi, đúng không ạ? Hello. Và như vậy thì rõ ràng là bạn sẽ tìm được danh sách tất cả những từ khóa liên quan đến từ két sắt. Nhưng điểm hạn chế lớn nhất của nó chính là nó không hiển thị được tất cả cái lưu lượng người ta tìm trên một tháng là bao nhiêu. Và như vậy thì chúng ta không biết được đâu là từ khóa có nhiều người quan tâm. Và các bạn có để ý với tôi là cái cột volume search này, search volume này chính là dung lượng của thị trường không ạ? Cả lớp ơi, cái cột search volume này nó chính là dung lượng của thị trường hay là nhu cầu của khách hàng. Nhu cầu khách hàng đấy. Và đây chính là nhu cầu khách hàng, đúng không ạ? Tiềm năng đấy. Đây có đúng là lượng khách hàng tiềm năng không ạ? Bao nhiêu bạn thấy rằng là nếu mình lên top được thì rất nhiều cái nhu cầu này mà người ta kích vào ấy, tỷ lệ, thầy lấy ví dụ nhá. Từ khóa này 18.000. Từ khóa này 18.000 két sắt mini này. Có đến 18.000 người tìm trên một tháng. Đây là trên một tháng nhá. Thì cho tôi Hải Lam hỏi, ví dụ như là 30% thôi người ta click vào website đứng đầu. Thì cái khách hàng tiềm năng là bao nhiêu ạ? Bạn tính ra con số khách hàng tiềm năng ngay. Tiềm năng là bao nhiêu ạ? 30% của 18.000 là bao nhiêu? 5.400 khách hàng tiềm năng. Các bạn đã hiểu được là gia tăng cái khách hàng tiềm năng nó không có khó không ạ? Và đây mới chỉ là một từ khóa thôi. Hello, các bạn có hiểu phần này không ạ? Bao nhiêu bạn đã hiểu công thức mà thầy vừa cho, và bây giờ bạn có hiểu cái công thức này không ạ? Hello, bạn đã hiểu khách hàng tiềm năng chưa? Đây thầy mới chỉ tính là 30% thôi. Và rõ ràng là để cải thiện khách hàng tiềm năng thì bạn phải gia tăng cái việc đứng đầu bằng bất kỳ cách nào, bằng Google Ads hay bằng SEO, thì bạn phải làm được việc này. Và đương nhiên là khi bạn làm được việc này thì rõ ràng là gì ạ? Khách hàng nó sẽ quay trở lại, nó sẽ mua hàng của mình, có một tỷ lệ nhất định người ta mua hàng của mình. Vậy thì giả sử như là bây giờ 1% thôi, 1% khách hàng mua hàng, thì đây có số rất nhỏ thôi, mua hàng, thì số lượng khách hàng, tỷ lệ, đây là tỷ lệ rồi, tỷ lệ mua này bằng 1%, thì 1% là 540 người mua két sắt. Và đương nhiên là lợi nhuận của bạn là trên một đơn hàng này là bao nhiêu ạ? Ví dụ như là 1 triệu đi, hay là 500.000 cho một đơn hàng đấy đi, nhân với 500k
thì bạn sẽ có bao nhiêu ạ? 270 triệu. Đúng không ạ? Lợi nhuận. Bao nhiêu bạn thấy rằng lợi nhuận mà một tháng là 270 triệu với có một từ khóa này thôi đã thấy rất là ngon rồi. Search volume chính là lượt tìm em ơi, lượt tìm, search volume chính là lượt, đơn vị là lượt tìm kiếm trên một tháng. 1% là bao nhiêu? À 54 à? Ừ, thì 54. Đấy mới là một từ thôi mà. 54 nhân với 5 là 27 27 triệu. 27 triệu, đúng không ạ? 27 triệu. Ví dụ thế. Đấy mới là một từ khóa mà thầy còn có rất nhiều từ khóa khác nữa. Tôi thầy vừa nói rồi, bản miễn phí thì nó che đi mà. Bản miễn phí thì nó che đi mà em. Đây là thầy lấy con số rất là nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà 10% thì sao? 10% mua hàng thì sao? Thì nó rất là lớn đúng không? Hoặc là giá trị đơn hàng mình lớn hơn, có phải 100.000 lợi nhuận nữa, bây giờ là 1 triệu lợi nhuận nữa thì nó sẽ tăng lên rất nhiều đúng không? Ví dụ thế. Bạn cải thiện được các chỉ số này. Hello, hello. Lớp mình có hiểu phần này không? Vậy thì thầy sẽ có bản trả phí cho các bạn xem này. Giả sử bây giờ thầy dùng bản trả phí nha. Nào. Dùng giả sử bây giờ chúng ta dùng bản trả phí. Chúng ta dùng bản trả phí nha. Chúng ta sẽ vào từ két sắt này cho tôi. Két sắt và bản trả phí này thì bạn nhìn thấy này. Bản trả phí thì nó sẽ hiện ra toàn bộ cái danh sách này. Thì bạn nhìn thấy từ két sắt và két sắt mini là có số lượng tìm kiếm rất cao và bây giờ nó đang gia tăng lên 22% theo trend. Trend đang tăng. Két sắt mini, két sắt Hòa Phát đang tăng 23%. Và bây giờ bạn sẽ tìm được toàn bộ danh sách các từ khóa này liên quan đến ngành kinh doanh kể két sắt. Đơn giản không ạ? Tương tự như vậy bây giờ thầy tìm từ ngành khác là ngành rèm cửa đi chẳng hạn, rèm cửa thì sao ạ? Thì search ngành rèm cửa. Thì nó hiện ra toàn bộ danh sách. Bạn thấy không ạ? Ngành rèm cửa đây ạ. Thì thầy sẽ search lại cho các bạn xem. Thầy phải login vào. Thì toàn bộ ngành rèm cửa nó hiện ra toàn bộ đây các bạn thấy không? Rèm cửa này, nhu cầu rất lớn này. Vậy tổng cái nhu cầu này nó chính là tổng nhu cầu của thị trường. Bạn cộng lại toàn bộ cái này thì có thể nó là một con số rất là tương ứng, tương đối thôi. Là nhu cầu thị trường trong cái ngành rèm cửa này. Đấy, bạn thấy không? Rèm cửa sổ, rèm cửa đẹp, rèm cửa giá rẻ cao cấp. Nó ra được tất cả cái nhu cầu tìm kiếm của người ta trên một tháng. Rất là lớn. Rèm cửa quận 7 đây, rèm cửa Hải Phòng đây, rèm cửa giá sổ giá rẻ này, rèm cửa Hải Phòng, rèm cửa văn phòng Hàn Quốc này. Đấy, bạn sẽ rèm cửa giặt rèm này. Đấy, rèm cửa bằng nhựa này. Bạn sẽ tìm được các cái từ khóa liên quan đến nó. Tương tự như vậy là trên YouTube bạn có thể tìm được các từ khóa này liên quan đến người ta hành vi tìm kiếm trên YouTube. Đó, phần này ổn không ạ? Ngành nào bạn làm được thôi, ngành nào làm được, ngành nào cũng làm được, bạn nhớ nha, ngành nào cũng làm được. Hello, phần này cả lớp mình có ổn không? Bất động sản thì tùy theo dự án em ơi, bất động sản thì nó rất là rộng, từ chung chung bạn không làm được đâu, bạn phải làm theo từ theo dự án. Bất động sản thì theo dự án nhỉ? Anh nghĩa gì đấy? Anh bảo là 1% có đủ trả quảng cáo không thì tùy theo ngành hàng. Bất động sản mà 1% mua hàng thì giàu to rồi đúng không? Tùy theo ngành hàng nhá. Có những ngành hàng nó hơn 1%, nó không phải là 1%. Cái này phải phải đo lường. Cái này phải đo lường các bạn nhá. Ok, phải đo lường. Ok. Vậy thì bây giờ đầu tiên là bạn sẽ dùng bản miễn phí trước. Bạn sẽ tìm cho thầy ở Google, bạn sẽ làm đi. Bạn sẽ thực hành được phần này, đồng ý không nhỉ? Để về nhà các bạn thực hành phần này nhá. Ngành nào cũng làm được, võ thuật người ta cũng có nhu cầu tìm kiếm mà. Đấy, ngành nào cũng có thể tìm được. Ok. Rồi, số 1 là bạn xài cái công cụ này cho thầy. Xài công cụ này. Đồng ý không nhỉ? Rồi. Số 2. Đó là mình sẽ dùng cái công cụ là Key Google Keyword Planner. Google Keyword Planner. Bạn dùng cái công cụ này cho thầy nào. Bạn dùng công cụ này. Thì bạn dùng công cụ này là công cụ có tên là Free, cũng là Free của Google. Tuy nhiên là bạn phải kết hợp giữa
cái công cụ này và công cụ kia thì nó sẽ đầy đủ hơn công cụ này và công cụ bên trên keywordtool.io. Cái mạnh nhất của keywordtool.io chính là nó tìm được cả trên YouTube, để bạn làm YouTube, và sau này thì thầy hướng dẫn các bạn làm YouTube nhá. Thầy hướng dẫn các bạn làm YouTube. Đúng rồi, bạn Thanh Hà ơi, tìm kiếm được các từ khóa đó để viết bài, đúng rồi em nhá, để ốp vào bài viết. Bạn Thanh Hà nói đúng rồi, bạn phải học thêm các cái buổi ngày mai nữa thì mới hiểu được, cứ từ từ thì sẽ hiểu được ngay nhá, cứ từ từ em sẽ hiểu được. Để đầu tiên phải nghiên cứu được từ khóa đã. Cái công cụ thứ hai người ta gọi là Google Keyword Planner. Cái công cụ này thì làm như thế nào? Công cụ này đầu tiên bạn sẽ đăng nhập vào Google, bạn tạo ra một tài khoản quảng cáo. Tạo ra một tài khoản Google Ads. Để tạo ra tài khoản Google Ads thì thầy đã có video rồi, sẽ gửi video cho nhóm. Bạn không cần phải học phần này bây giờ nhá. Bây giờ các bạn tiếp theo là bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản Google Ads. Bạn sẽ xem tôi đăng nhập và tôi sẽ làm cho bạn thật nhanh nhá. Xem lại video là được, và thầy sẽ gửi các loại video để hướng dẫn các bạn phần làm phần này luôn. Các bạn nhớ nhá, phần này cực kỳ đơn giản thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào tài khoản Google và chúng ta sẽ gõ Google Ads. Rồi, chúng ta sẽ đăng nhập vào Google Ads. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập như sau. Thầy sẽ đăng nhập vào một tài khoản Google Ads bên thầy. Đây rồi. Sau khi mình đăng nhập xong thì nó sẽ ra cái giao diện như trên màn hình. Rồi. Ok, nó ra cái giao diện này. Bạn sẽ vào mục công cụ và cài đặt. Bạn vào công cụ và cài đặt. Bạn chọn cái mục là công cụ lập kế hoạch từ khóa tiếng Việt, tiếng Anh là Google Keyword Planner. Tôi nhắc lại nhá, vào cái biểu tượng công cụ và cài đặt. Chọn công cụ lập kế hoạch từ khóa. Nào. Vào mục công cụ và cài đặt. Bạn chọn công cụ lập kế hoạch từ khóa. À, bạn chọn, bạn gõ tầm 10, nó cho phép mình gõ 10 từ khóa liên quan vào, liên quan cái ngành của mình vào, trong ngành mình vào, và bạn sẽ xuất ra file kết quả. Đó, đơn giản nó như vậy thôi. Bạn xem thầy Nam làm nhá, bạn sẽ xem thầy Nam làm nào. Bây giờ bạn sẽ vào mục công cụ lập kế hoạch từ khóa, bạn sẽ nhập vào các từ khóa mới, nhập vào đây 10 từ, ví dụ như là từ két sắt đi, vẫn làm két sắt nhá, ví dụ thế, két sắt này, két sắt, thầy demo vài từ thôi, mini chẳng hạn, két sắt Hòa Phát, vân vân. Và bây giờ thầy sẽ đưa một cái thằng đối thủ cạnh tranh vào, ví dụ thằng này đang đứng top Google chẳng hạn, thầy sẽ lấy cái thằng két sắt này, đường link của nó, thầy đưa vào đây, nhập một tên miền làm bộ lọc này, thì thầy đưa hẳn một đối thủ vào chẳng hạn, thầy đưa nó vào cái bộ lọc này, và bây giờ thầy nhận kết quả thì nó sẽ gợi ý cho mình rất rất nhiều các từ khóa liên quan, và cái lượt tìm kiếm là bao nhiêu lần một tháng đây, nó cũng hiện ra rất nhiều các từ khóa liên quan như thế này. Và bây giờ mình sẽ ấn vào góc bên phải là tải xuống ý tưởng dưới dạng Google trang tính hoặc là CSV, các bạn chọn trang tính cũng được, và nó sẽ hiện ra một cái file ở trong Google Drive của mình là ví dụ từ khóa két sắt chẳng hạn. Rồi bây giờ bạn sẽ lưu về cái Google Drive của mình, và bây giờ bạn chỉ việc vào Gmail, bạn tải cái file về thôi, bạn tải Gmail trong Gmail của mình ấy, bạn sẽ vào mục Gmail và bạn chọn cái email của mình, và bạn sẽ chọn cái Google Drive, bạn chọn Google Drive đây này, thì đã sinh ra một cái file có tên là từ khóa két sắt đây này, bạn thấy không? Bạn chỉ việc chuột phải, bạn tải nó về, download. Và như vậy thì tôi đã được một cái file, toàn bộ cái này chính là danh sách cái nhu cầu của thị trường của tôi, chính là trong ngành két sắt đây, bạn thấy không? Và bạn sẽ xóa hai cái dòng trên cùng đi. Xóa dòng currency đi.
để lại cho thầy hai cái cột là keyword và average monthly search, có nghĩa là nhu cầu tìm kiếm trên một tháng. Và bạn xóa hết tất cả các cột còn lại đi. Chỉ để lại cho tôi hai cột thôi, là cột gì? Cột từ khóa và cột average monthly search. Và như vậy thì bạn đã có được danh sách các cái từ khóa trong cái ngành của mình. Bạn thấy không ạ? Rất nhiều từ khóa trong ngành của mình. Và toàn bộ cái cột này chính là nhu cầu của thị trường rất là lớn trong ngành két sắt như này. Tương tự như vậy là các ngành nghề khác. Và đây chính là cái lượt tìm kiếm của khách hàng trên một tháng, và dựa vào cơ chế Big Data của Google, nó lưu trữ lại toàn bộ cái dữ liệu này cho mình. Và chúng ta nhiệm vụ là phải đưa các từ khóa này lên trên top Google. Và như vậy thì có một tỷ lệ nhất định người ta sẽ tìm thấy mình thông qua những từ khóa này. Bao nhiêu bạn đã hiểu về mặt tư duy về về SEO rồi ạ? Bao nhiêu bạn đã hiểu tư duy về cái phần này rồi? Comment đi ạ. Hello, cái phần này liên quan kỹ thuật. Nó này liên quan kỹ thuật, nhiều bạn thấy rằng nó rất là căng thẳng đúng không ạ? Và hai là bây giờ cũng có nhiều bạn phải cho con đi ngủ rồi. Hello. Bao nhiêu bạn hiểu phần này ạ? Đây chính là nhu cầu của thị trường. Đây là nhu cầu của thị trường. Và rõ ràng là bạn phải sell nó lên top những cái từ khóa này, hoặc là bạn chạy Google Ads những từ khóa này, thì bạn sẽ có cơ hội để bán hàng. Hello. Mơ hồ là bình thường. Bây giờ mà làm được luôn thì là tốt quá. Bạn phải về thực hành. Đấy, về thầy sẽ gửi lại cái tài liệu này, video này là làm được thôi. Đồng ý không nhỉ? Đấy, kỹ thuật là mơ hồ rồi, đúng rồi. Ok, Facebook tính cái cách khác. Hôm nay nói về Google đã, Facebook là buổi khác. Đồng ý không? Hello. Đấy. Hôm nay nắm được cái phần này đi đã. Nhá. Thầy cũng không nói sâu về phần này vội. Hôm nay nắm được phần này đi. Bạn sẽ biết được nhu cầu của thị trường nó lớn như thế nào. Và đây là những người đói khát đây này. Đây là những người, rất nhiều người trong phần này người ta đói khát đây này. Đây là nhu cầu thật đấy. Đấy, nhu cầu thật theo tháng đấy. Bạn làm được phần này thì bạn sẽ hiểu được nhu cầu của thị trường. Bạn ghi đi. Chú ý kết luận này. Kết luận. Khi chúng ta hiểu việc nghiên cứu từ khóa này thì chúng ta sẽ biết được cái nhu cầu của thị trường trong cái ngành của bạn. Và rõ ràng là mình biết được nhu cầu như vậy thì mình sẽ biết cách để mình làm sao đẩy lên top bằng SEO hoặc bằng Google Ads thì tùy các bạn. Và như vậy thì chắc chắn nó sẽ có một tỷ lệ nhất định nó sẽ click vào cái quảng cáo của mình hay click vào cái vị trí của mình, website của mình. Và đương nhiên sẽ có tỷ lệ chuyển đổi. Và điều này là giúp các bạn có khách hàng chưa? Có khách hàng. Từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng chưa? Thành khách hàng. Khi có tỷ lệ chuyển đổi thì chắc chắn bạn sẽ có lượng khách hàng. Và đây là một trong những yếu tố làm gia tăng cái doanh số, cũng như là cái tỷ lệ lợi nhuận, và lợi nhuận của bạn sẽ gia tăng. Các bạn thấy thầy đã áp dụng công thức Fiveway chưa? Công thức Fiveway chưa? Và đây chính là yếu tố số 1 để mình có thể cải thiện được. Hello. Cái phần Fiveway các bạn đã nắm được chưa nhỉ? 5 cái cách để gia tăng, và đây là cách số 1, đó là SEO, đó là chạy Google Ads. Và đặc biệt là cái thời Covid này, chúng ta phải biết cách làm những chiến lược online, và có những chiến lược dài hạn và chiến lược ngắn hạn. Bạn đừng coi thường hay bỏ qua chiến lược dài hạn, bởi vì chiến lược dài hạn là chiến lược cả đời chúng ta phải làm. Chúng ta kinh doanh dài hạn mà, chúng ta có phải kinh doanh 1-2 năm đâu, chúng ta nghỉ đâu. Chúng ta kinh doanh 10 năm mà, chúng ta kinh doanh 20 năm mà. Các bạn đồng ý không nhỉ? Chiến lược dài hạn là chiến lược dành cho SEO. Và dựa vào cái lượng từ khóa này thì chúng ta có thể làm được Google Ads. Rất là quan trọng. Hello tất cả các bạn ơi, các bạn có thấy buổi ngày hôm nay học được điều gì không? Rồi. Hello nhà mình. Các bạn hôm nay có học được điều gì không? Bao nhiêu bạn hôm nay mình đã có được những cái thông tin rất là hữu ích rồi. Đương nhiên là còn nhiều kiến thức trong buổi ngày mai và ngày kia nữa. Thầy sẽ nói cho các bạn biết cái cách để các bạn có thể vượt qua đối thủ của mình. Và đây chính là cái phần bạn nào có muốn chia sẻ điều gì không thì bật mic lên. Thầy sẽ cho các bạn bật mic lên. Và tối ngày mai thì các bạn nhớ có mặt lúc gì ạ? Lúc 8 giờ để chúng ta tiếp tục buổi 2. Và buổi 2 rất là hay, và buổi 3 cực kỳ hay luôn. Đương nhiên là càng cuối càng hay.
buổi hôm nay chỉ là buổi vỡ ra một chút thôi, mở hé mở một chút thôi. Bây giờ các bạn có thể bật mic lên ạ. Bao nhiêu bạn muốn bật mic lên và chúng ta chia sẻ, chúng ta phải vào cái phần mic, chúng ta bật mic lên và chúng ta bật webcam lên được rồi. Bao nhiêu bạn muốn chia sẻ điều gì không? Hôm nay học được điều gì không ạ? Bao nhiêu chia sẻ bật mic lên.